quên lâu nữa. Nó má hoài trời. Quá trời hơn quá. Thôi. Lấy bao bơm vô anh. Một bao nhỏ thôi. Lại nhanh lắm cháu đi. Lại nhanh lắm. Hello mấy chị. Trời ơi, hôm qua em say quá mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Đi vô. Em mới nhận rồi rồi, cảm ơn bà gái nhiều. Hello mấy chị, hôm nay em lên nhanh thôi nha mấy bà ơi. Trời ơi, cái tuần này là cái tuần em ăn chơi hay gì á ta ơi á. Không, quần ta mua ta bận. Ta mua ta bận. Vô nhà ăn đi. Vô nhà ăn đi. Ăn rồi thì vô nhà chơi đi. Đây không bán đồ cho ông Quỳnh. Mai về ăn mặn Quỳnh nghe chứ shop á. Quỳnh vô đóng cửa không có bán. Tí tắt lại đi rồi, vô lửa. Ừ, thì nó lại vô lửa, nó đã. Hello, hello mấy chị. Đồng hồng vô chỗ, vô liền rồi, cái đồng hồng chấn động mấy bà. Hôm nay lên đầm chấn động luôn, áo chấn động chị em mình ơi. Vô lẹ cho em liền, cái quần treo còn xé còn nhỏ nào hỏi mở hàng tao nha. Vô đầu like hỏi tao, không mở hàng tao giận á. Nè, có một cái một thôi, giờ còn xé rồi mấy bà ơi. Bán mở hàng luôn. Bán mở hàng luôn bà, 109 luôn nha. Đàm đang bận đợi em tí nha mấy bà, Đàm đang bận đợi em tí luôn Đào Hạnh. Có xe S à, 109 mở hàng cho ai hỏi em đầu tiên luôn nè. Vô lẻ bà ơi, vô lẻ bà. Quá trời rồi, hôm nay là quá trời hot rồi mấy chị ơi. 119.000 một em đầm, xuất sắc luôn mấy má ơi. Để em giới ok Đào Hạnh, em bán đầu like mở hàng vui vẻ luôn cái quần luôn nha mấy bà. Xe S à mấy bà ơi, xe S thôi. Trời ơi, cho em xin nút chia sẻ liền mấy bà ơi. Áo em về rồi mấy chị, áo em về rồi nha. Em tranh thủ em lên áo cho mọi người bập liền luôn mấy bà. Hàng áo xuất sắc luôn mấy chị ơi. Nhưng mà bây giờ phải lên đầm cho mấy bà chế trước liền. Có 119.000 mấy chị. Trời ơi, em nói thiệt cho mấy chế luôn. Bà nào mà đã mua cái con bộ rồi á là biết cái con đầm này nha. Ai mua bộ rồi là biết cái đầm này luôn. Cái vải rất là mê chị em. Cái vải cực kỳ chảy luôn. 115.000 một đầm mấy chị ơi. Em về cho bà chế được 3 màu nè. Em về được 3 màu. Trời mấy chị ơi, quan trọng nè. Con này là 58kg vừa nha. 58kg vừa nha mọi người. Đằng trước là nó làm nè, mấy chị thấy cái lớp bèo không? Cái lớp nhúng không? Làm là cúp nhúng cho mấy bà chế luôn nên là khỏi lo cho mấy em luôn. Đầm 1 quần 109 cho Tho Nguyễn luôn. Ok, bà nào lấy quần lên mã quần. Ai lấy đầm lên mã đầm giùm em liền. Quần là 109 nha. Còn được có vài con thôi là hết nha mấy bà. Đầm giùm em luôn. Trời ơi, cái màu xanh nè. Trời đất ơi, tôi nói bà luôn, 58kg vừa, dây kéo đằng sau lưng xịn sò cho em. Dây kéo đằng sau lưng xịn sò luôn. Con này là 119.000. Em bao với chị luôn. Con này mấy chị mà ra shop với chị mua là 200-300.000. Đảm bảo luôn. Hơi bị mê nhưng mấy chị ơi, cái vải cực kỳ đã. Cái vải cực kỳ đã, làm may cho em một tầng, hai tầng ở đây nữa. Tân gọi. Tân vô hàng nhanh. Rồi lên cho em liền nha. Ba màu em đang mặc mấy chị ơi. 109, 119 thôi mọi người ơi. Quá rẻ luôn. Trời ơi, nghĩ sao cái đầm chỉ có 119.000. Anterlan một đầm nè, hồng gấm một đầm nè. Trời ơi, con này là mặt là bao chảy giùm em luôn nha mấy bà ơi. Tho Nguyễn quần có luôn. Bộ còn không chị? Bộ hình như còn được một bộ em ơi. Đầm tầng dài. Tới đâu vậy chị? Đầm tầng là dài. Tùy cho em thôi. Ví dụ như em cao mấy 65 như chị, em mặc là sẽ ngang gối. Cái này nó có dây tăng đua. Chị có thể mặc ở dưới đây cũng được luôn. Nhưng mà nó có dây tăng đua ha. Nói chung là em muốn mặc dài tới đâu nó sẽ tùy cho em ha. Cái con này là nếu mà mình nào mà lùn 1m6 thì sẽ mặc theo kiểu maxi được luôn. Được chưa? Phụng phúng phính nè. Còn áo thun 3158 chị ơi, còn áo thun 3158 vô lẹ cho em, áo thun về rồi mấy chị. Đầm xanh cho chị Hoàng Yến nè, ok la luôn. Em đang mặc là cái con này là con màu hồng nha mọi người. Cái con màu hồng là y hình cho mấy em luôn mấy chị ơi, chứ không phải là màu đỏ đâu nha chị em. Con này giùm em là màu hồng nha mấy chị ơi, được chưa? Chị Hà Thanh ơi, bơm hàng rồi, muốn mua hàng cặp lại giùm em nha chị. Xanh đen đầm cho chị Thảo Hải Sản. Trời ơi mấy chị ơi, phải lấy màu hồng liền mấy chị. Đang mặc là màu hồng chứ phải màu đỏ nha bà con. Đang mặc giùm em là màu hồng nghe. Vợ Thủy Thúy 119.000 à. Trời ơi, em không tin mà nó đẹp rẻ vậy luôn á mấy bà ơi, nó xuất sắc luôn mấy bà.
Ok, cho em coi đầm phía sau. Ờ, đợi chút xíu nha, chị lên cho em cho coi em nào em ơi. Rồi ok luôn. Phương Thủy một cái đầm hồng nè. Đầm hồng ok, hồng gắm hai cái nè. Đầm xanh cho chị Nguyễn Thúy nè. Đầm xanh cho chị Nguyễn Thúy nè, ok luôn. 119. 119.000 một đầm cho em á chị. 119.000 một đầm. Ai thích màu nào lên cho em liền. Bộ tần caro em còn sót lại một bộ màu hồng duy nhất thôi. Bà nào lấy bộ tần caro lên cho em mà lại liền mã tần caro nha chị em. 60 cân không vừa chị ơi. Chị Kim lắm một đầm caro ok luôn. Rồi chị cặp giúp em đi rồi em chốt cho chị nha chị ơi. Chị cặp xong bên em mới chốt được cho chị gái ơi, chứ còn không cặp bên em không có dám chốt được cho chị nha. Rồi chị Đặng Tuyên nè, một đầm nè. Rồi ok, Phụng Phúng Phính hai xanh. Hai xanh, một xanh, hai xanh rồi hết màu xanh nha mấy chị. Set caro còn đúng một bộ duy nhất à. Màu xanh em hết rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ em còn màu hồng. Em nói bà luôn, cái màu hồng này là y mỏng luôn mấy bà ơi, khỏi lo nha bà. Cái vải rất là chấn động giùm em luôn mấy bà ơi. Đây nè mấy bà, ba màu nè. Đấy, xinh chưa? Màu hồng và màu đen hai màu giùm em thôi mọi người. Bây giờ hiện tại nhà em còn hai màu là em hết nha. 119.000 một đầm mấy chị ơi, em mới thiệt mới chế luôn. Nhận cái đầm về mà không đẹp là trả lại em mọi người ơi. Cái tay là tay phòng nè mấy chị. Cái phần cúp nè nó nhúng nè, xịn sò luôn mấy bà ơi, thiệt luôn á. Phụ Thị Thúy đầm đen nè, ok luôn. Tầng caro còn bên kia còn cả cho chị nào kìa. Sọc hồng em chúc cho Hân Hân. Lên cho em liền mấy chị ơi, mã tầng đầm hồng nha mấy chị. Đầm hồng kèm xuất hộ giùm em là có đơn cho mọi người nha mọi người ơi. Từ từ cái bộ đợi em tí xíu anh ơi. Cái bộ mới thấy nằm đây đâu, đây em tiêu rồi. Nha. 119 kèm số cho em là có đơn liền cho bà chị luôn. Trời ơi má ơi, không tin con đầm 119.000 luôn mấy chị. Quá là mê ly giùm em luôn mọi người, quá là mê ly luôn. 119 giùm em liền nha. Ok luôn. Thanh Tuyền Đinh một đầm, Nguyễn Duyên một đầm ok luôn. Đầm ba lỗ xanh đằng sau lưng có màu khác không? Dạ có chị, con này em còn đủ màu nè, chị đợi em tí em lên màu cho chị coi nha. Đầm ba lỗ này mới về giùm em luôn. Ok Thu Huyền nè. Caro đen em hết rồi chị ơi, bây giờ lấy caro xanh giùm em nha. Cảm ơn chị bé heo lớp, cảm ơn chị yêu nhiều luôn. Dạ rồi, 119.000 một cái đầm tầng, một cái đầm nhũng hồng giùm em mọi người ơi, quá là mê mấy chị ơi. Em nói bà luôn là hình sao mẫu sao là về hàng y gan vậy luôn mấy chị ơi. Không khác một cái gì luôn á trời. Nguyễn Ngọc Thiếu một đầm nè, có luôn. Ờ sĩ, mấy chị ơi, mấy chị vô mấy chị. Mấy chị coi áo mấy chị đợi em tí nha. Áo 3158 em đã về hàng rồi. Huyền My một. Huyền My em hết set caro rồi Huyền My ơi. Huyền My em hết set caro rồi. Nguyễn Ngọc Hiếu có một cái đầm đang mặc ok. Đầm đen em hết rồi chị An Nguyễn, bây giờ hiện tại em còn màu hồng. Em nói nghe mấy chị ơi, cái màu hồng này là cái màu mà là chuẩn nhất của nó luôn nha mọi người nha. Cái này là em về là màu hồng trước không á mấy chị. Chứ không có phải là em về là chủ yếu là màu đen với xanh đâu. Màu hồng là cái màu chuẩn của nó luôn nha mọi người nha. Nên là cái con này là màu đen với lại màu xanh, em chỉ làm thêm màu thôi mọi người nha. Chứ con này thực chất của nó, cái hàng Quảng Châu luôn á mấy chị, lỡ lên con màu hồng á chị ha. Cái em đang bận nó là màu hồng chứ nó không có phải là màu đỏ nha mấy chế. Nên là mấy chế cứ việc chốt giùm em là hồng nha, không phải đỏ đâu mấy chị, không phải đỏ đâu. Nên là mấy chị đừng có lo là về mặt nó bị chìm cái da mọi người nha. Nó là màu hồng cánh sen giùm em luôn á mấy bà chế. Trời ơi rất là đỉnh luôn. Đây nè, trời ơi nhìn con đầm nè mấy chị. 119.000. Nguyễn Ngọc Hiếu lên lại số điện thoại giùm em nha. Số điện thoại cho em liền. Em chỉ có một màu thôi. Nguyễn Duyên có rồi. Em lấy đầm ba lỗ phía sau ok cho Hân Hân. Đợi xíu em lên màu đầm cho. Đầm caro xanh em hết rồi. Ngọc Nhi một caro hồng. Huyền My có đầm hồng chưa? Huyền My có đầm hồng rồi. Huyền My ơi có đầm hồng rồi tình yêu. Có áo trắng đi học không chị? Không bé ơi. Chưa, chị chưa có về áo trắng đi học đâu. Chưa tới vô ngày đó ơi. Vô ngày em mới về cái con đó được mấy chị. Trời ơi, mấy bà nào mà mua ấy là chuẩn bị đợi em tí nha. Em lên cái đầm sắc lắc cho chị em mình nè. Rồi, đầm em có được màu hồng thôi. Ai lấy hồng chốt hồng cho em liền mấy bà ơi, quá trời đẹp rồi mấy chị ơi. Dạ rồi, ship về quận 6 là 25.000 chị. Ship về quận 6 là 25.000. Con đầm này giùm em là 40-58kg trở lại là mang đẹp. 40-58kg mấy chị nhìn nè. Cái phần này nó có độ co giãn nha. Trời em không tin con đầm này đẹp vậy luôn á. Thật sự với bà em không tin luôn á. Quá mê. Quá mê chị em mình ơi. Trời ơi em nói thiệt với bà luôn. Từ chất cho tới form mê ly mấy chị. Quá dã man thiệt. Thêm một ok luôn nè. Cho bà Thanh Thủy Đinh nè của em. Có chưa? Huyền My có rồi em ơi. Huyền My có rồi. Cái đầm ba lỗ đằng sau lưng nè mấy chị. Trời ơi em nói thật sự với mấy chị luôn. Cái con đầm mà cái chất lụa này đây mấy chị đang rất hot mọi người, đang rất hot luôn. Ngoài thị trường bán nhiều. Em không biết mấy chị. Em bán 99.000 thôi. Em bán 99.000 một con đầm như thế này giùm em thôi mấy chị ơi. Quá mê không mấy bà. Dập ly đợi em tí em lên liền. 99.000 một đầm cho em mấy chị. 99.000. Ôi trời đất ơi mấy chị. Màu nâu nè, màu xanh nè,
màu cam nè và màu đen. 99.000 chốt cho em liền. Đầm kèm số điện thoại có đơn. Con đang mặc là 119 nha mọi người. Con đang mặc là 119 nha. Hiện tại là em còn được có vài con là em hết luôn. Em thề với mấy chị luôn, nhận cái đầm màu hồng này về mà không đẹp là nhắn tin em cho trả hàng liền. Em nói thật sự với bà chị ấy luôn á. Trời ơi nè 58 cân mấy chị. Trời ơi mặc là quá đã luôn á bà ơi, coi nè. Nó có độ giãn nha. Trời ơi mặc lên cái form xỉu chưa? Em ship gò dắp là 230 chị ơi. Ship gò dắp là 30 nha chị nha. Rồi ok chưa? Đầm 99.000 ba lỗ luôn. À lên đầm ba lỗ. Lên cho em liền đầm ba lỗ nha mấy bà. Dạ rồi, đợi em tí nha mấy bà ơi. Váy đang bận là 119, còn có vài con là hết nha. Dập ly phía sau và may tím ơi. Dập ly phía sau là giá như ta 125, 125 giờ còn có hai màu à. 125 vậy em chỉ còn có một hai mặt hai màu thôi nha. Rồi hơn hơn một cái đầm xanh nè, đầm hồng cho chị Ánh Dương nè. Váy đang mặc 119 bà ơi. An Lê 1 nè, ok luôn nè. Dạ 119 con đang mặc nha chị. Nâu cho Nguyễn Thị bé heo 99.000 nè. 99.000 đầm body phía sau mấy chị. 99.000 giùm em nha. Rẻ dữ lắm, rẻ luôn. Em mới thật sự luôn mấy bà ơi. Mấy cái con đầm mấy chị thấy không? Trời ơi em bán cái áo nhiều khi 170 rồi mấy chị. Mua cái đầm á mấy chị có 99.000 à. Mà về mặc đi đâu cũng đẹp luôn á. Đẹp lắm luôn. Nguyễn Thị bé heo lấy đầm ba lỗ rồi. Chị lấy đầm ba lỗ rồi. Em cài cái màu giùm chị Nguyễn Thị bé heo ơi. Đang mặc lấy size L chị ơi. Nhà này em 58 cân độ lại là mặc đẹp nha chị. Dập ly trắng cho chị Trang Trang nè. Dập ly trắng chị Trang Trang nè. Ok mà ok la luôn. Trời ơi em chỉ có 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng đồng hồ em la thôi nha mấy chị. Biết sao không? Lát hồi tối nay em mới lên nữa mấy chị ơi, tại em sắp có việc các mọi người. Nguyễn Thúy thêm một cái đầm hồng ok luôn cho Nguyễn Thúy luôn nè. Dạ rồi, ai chưa có lên màu luôn. Chị lên set cánh tiên đùi đi chị. Chưa em ơi, chị chưa lên được cái set cánh tiên đùi bé ơi. Rồi, bích em một đen một bay nè, 99.000 một đầm nè. Dạ rồi, cho em xin phép em lên con đầm này xong, em lên thêm một con đầm có tay nữa là em lên áo liền luôn khách ơi. Trời em nói thật sự với mấy chị luôn là con này nó quá đẹp nha mấy chị. Con này không phải là đẹp bình thường mà phải nói là quá đẹp nha mọi người nha. Rồi đây mấy chị đặng chị Dung Moon một đầm đang mặc em ok cho chị Dung Moon luôn. Rồi bây giờ em lên màu bay nha khách nha. Trời ơi. Đầm tầng xích ly là 125, còn đúng có một con cam cuối cùng thôi chị đẹp ơi. Em còn đúng một con cam cuối cùng thôi nha mấy chị nha. Rồi ok la, bây giờ em sẽ lên cho bà chế con này. Trời ơi. Đầm ba lỗ mấy chị ơi. Gì? Qua đây làm gì? Ý là nó có làm gì không? Mời đi đâu? Trời ơi, sang chưa? Bình thường nha mấy chị, là đã là không có cái viền thôi là đủ đẹp rồi. Bữa nay làm cho mấy bé cái viền nữa. 99.000 một đầm luôn. Bảng màu đây mấy chị ơi. Rêu, cam, đen và bay đang mặc. Sang cho mấy chị. Em nói nghe mấy chị ơi, em trộm ví với mấy chế. Nay uống thuốc, nay là nghỉ uống thuốc giảm cân rồi nha mọi người nha. Mà còn có 49kg thôi. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi mọi người ơi, em con đây em còn có 49kg rồi mấy chị, em mừng quá cho mừng luôn mấy chị ơi. Sắp thành công rồi bà. Cố gắng tuột xuống còn 48 cân. Bữa nay cái bụng em nó mất luôn nè mấy chị thấy không? Thấy không? Bữa nay cái bụng em là nó mất hẳn luôn á mọi người. Nên là mấy chị nào mà gọi là bị mỡ bụng á nha, là lấy cho em một liệu trình giảm cân 450.000 phi ship uống trong vòng 1 tháng cho em. Đảm bảo mấy chị luôn. Mỡ chỗ nào tan chỗ đó giùm em mấy chị. Đồ cơ ok chưa? Rồi em chốt đầm đang mặc cho mọi người luôn. Ba lỗ kèm màu giùm em là có đơn nha mọi người nha. Dạ rồi ok. Tên gì? Lấy cái gì vậy? Chị đã lấy cái gì vậy? Bích Liên hả? Bích em ơi lên số điện thoại giùm em. Hồng đang mặc cho Phương Tây ok. Hồng đang mặc Trần Thị Mỹ Duyên một đen một be. Trần Thị Mỹ Duyên một đen một be ok la luôn. Trời ơi. Đầm dây treo còn có một màu à bà gái ơi. Màu be giúp cho chị Kim Dung. Chị Phương Tây lấy đầm đang mặc màu hồng em nãy em hết rồi chị ơi. Em cao 1m65 nha chị. Quách Bảo Loan một đầm đen ok luôn. Quách Bảo Loan nè. Dập ly phía sau là em còn có một màu cam mà chị. Em còn một màu cam mà con nó mặc tay lắm nha. Dạ rồi. Bích em ok lên số điện thoại luôn. Đầm đang mặc 99.000 rồi ơi. 1m57 bà mặc giùm em là cỡ là xuống dưới này chút.
trên đầu, trên mắt cá, vẫn trên mắt cá nha, vẫn trên mắt cá cho em luôn tình yêu ơi, không có bị dài lắm đâu chết. Cái con này nha mấy bà ơi, mấy cái bà hot girl mà cao mét, cao có 1m5, 1m6 cũng lấy hàng này bán thôi mấy chị, mà người ta bán tới 100 mấy lận. Em bán cái con đầm này cho mấy chị có 99.000 thôi nhớ bà gái nha. Thí dụ như mà mình về mình có dài quá thì mình đi cắt bớt nó đơn giản mấy chị ơi, chứ còn mấy bà chế mua ngắn quá mấy bà chế sao sao mà nói dài được, đúng không? Đúng rồi mấy bà, nên là bà nào lấy thì lên màu giùm em luôn nha. Đầm 99.000 giùm em thôi. Đầm caro hồng em hết rồi, đầm đầu lai em hết rồi. Lấy 3 bộ dập ly cam, lấy 3 bộ luôn à. Giờ còn 2 rồi chứ ơi. Cái dập ly cam mình như là em còn có 2 cái hay sao à. Dập ly cam hình như nhà em còn được có 1-2 con à. Dập ly cam nè, ok luôn, đợi em xíu coi còn không nha chị. Em Thủy lấy đầm đen suối ngọi luôn. Giảm cân uống đảm bảo cho mấy chị luôn, không mệt mỏi, không hồi cân nha mấy chị. À, bà nào muốn mua giảm cân thì inbox cho em đi, lát hồi em like xong em tư vấn cho mấy chị cho. Tại hôm nay em sẽ lên nhanh cho bà chế cái con đầm này nha. Rồi mấy chị ơi, 99.000 một đầm ba lỗ cho em liền, quá xịn luôn rồi. Dập ly cam em hết luôn rồi chị ơi. Thi lớp đầm ba lỗ đen, thi lớp đầm ba lỗ đen luôn, màu nào cũng mê hết mọi người, màu nào cũng mê hết nha. Chị Phan Lan lấy một cái đầm đen, ok chị Phan Lan luôn. Trời ơi, cái màu xanh này mấy chị rất là ngọt luôn, không xanh là xanh bơ nha mọi người, xanh là xanh bơ cho em nha. Cái màu cam này mấy chị rất là chảy luôn, em mới thiệt sự luôn. Thêm cho em nữa là màu đen nha. Rồi ai lấy màu nào, mẹ ơi mẹ mày làm cho con ca nước với mẹ, mẹ cho mẹ làm giả sĩ cặp giùm em 1 triệu mình lửa hàng trên live giùm em nha. Đầm đang mang 99.000 chị đẹp ơi, đầm đang mang 99.000 nha chị ấy nha. Thích màu nào chốt cho em liền, màu đỏ kèm sổ liền, 99.000 một đầm thôi. Em bao mấy chị luôn, không không có kèm màu, lên xuyên thoại giùm em liền là có đơn nha mấy bà chế nha, quá là đỉnh luôn rồi. Được chưa, ai thích màu nào lên liền. Ai thích màu nào lên liền giùm em màu đỏ nha mấy chị nha. Đầm ba lỗ mấy chị ơi, kèm màu cọt có đơn cho em liền nha. Trời ơi, thiệt sự với mấy chị luôn á, hàng hôm nay phải nói là quá hot mấy chị ơi, quá hot luôn. Rồi em lên áo rồi mấy bà. Rồi con áo nhà em mới chế luôn á. Quá tới công chuyện con áo rồi. Đầm đen còn. Hả? Đầm đen còn, ai lấy đầm đen cứ lên thả đen cho mấy chị đi. Ok la luôn. Ui da. Trời ơi, mê quá mê luôn rồi mấy bà ơi. 99.000 một đầm cho em thôi nha mấy bà ơi, lên liền giùm em liền mấy chị. Rồi em chốt tiếp nha. Dạ rồi, đầm đang mang 99.000 giùm em, sỉ cặp giùm em 1 triệu lựa hàng trên like, giá sỉ sẽ chênh lệch với giá lẻ là 15.000 nha mấy chị. Đầm đen cho giống Thiện Thu Thảo nè. Trời ơi mấy chị ơi, em bán cho mấy chị giá lẻ nhiều khi còn rẻ hơn mấy chị. Mấy chị lấy sỉ chỗ khác nữa mấy chị ơi. Nên là mấy chị cứ yên tâm đi. Hàng là bao mê cho mọi người rồi. Quần nâu treo bây giờ hiện tại em chỉ còn size S. Em hồi nãy em mới đầu like vô em mới bán cho mấy chị cái giá rất là mỹ diệt luôn á. 109.000 đúng không? Cái đầm đó là cái đó đang sale có 109 thôi. Nga vỏ là cái đầm nâu nè, đầm nu nè. Nga vỏ đầm nu ok luôn. Rồi chị Yến Phạm này bơm hàng muốn mua hàng cọc lại giùm em nha chị ơi. Rồi ok chưa? Bà nào lấy đầm nữa lên mã đầm cho em liền luôn. Trời ơi. Thiệt sự mấy cái con này mặc lên cái form nó quá là tôn dáng luôn nha mấy chị. Thiệt sự là bà nào mà là team đầm á mà vô mà không lấy cái đầm này là quá uổng nha mọi người ơi, quá uổng giùm em luôn, được chưa? Rồi, chị nào chưa có lên cho em liền nha mọi người nha. Màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho cả nhà yêu của mình luôn. Màu kèm số điện thoại em có đơn. Quần có co giãn không? Dạ không chị ơi, con nó không có co giãn nha chị nha. Không có co giãn giùm em chị. Quần bây giờ hiện tại em chỉ còn màu nâu thôi à. Em chỉ có màu nâu thôi mọi người ơi. Và cái con quần này giùm em á là giá là 99.000, ô 109.000 nha mấy bà. Tại hồi đầu like á em mở hàng cho suôn sẻ mọi người, khách vô hỏi cái là em bớt luôn tại chỗ cho mấy chị luôn á, để cho em được cái dĩa may mắn á mấy chế.
nha, nên em bán rất là rẻ luôn á, 47kg mặt ép vừa nha Bình Nguyễn ơi. Đầm caro hồng em hết rồi chị ơi, đầm caro hồng em hết rồi chị. Đầm caro hồng hồi nãy đầu la em vừa mặc em hết rồi chị ơi. Form dài như chị mặc có mẫu có tay không chị? Có mẫu có tay luôn em. Có mẫu có tay luôn. Mà em đợi chút xíu nha. Bây giờ chị là sẽ lên áo cho khách cái đã nha tình yêu ơi. Rồi, quần sọt đùi em mới về luôn á chị ơi. 65.000 đúng không? 65.000 một quần giùm em luôn. Lấy quần đó cho Bình Nguyễn ok. Đầm đen đang mặc cho Nguyễn Úc ok. Trời ơi Nguyễn Úc ơi em hết màu đen rồi Nguyễn Úc ơi. Em hết màu đen rồi, tình yêu em hết màu đen rồi chị ơi. Em hết màu đen rồi. Rồi em lên con áo 3158. Cái này phải gọi là siêu phẩm luôn chứ nói gì nữa mấy chị. Đây, siêu phẩm đã về mấy bà ơi, quần giùm em nha. Quần cho em là giá 65.000. Mẹ ăn chưa? Trời ơi em lên con này liền luôn hả ơi. Chết rồi. Cái quần này bữa nay hả 49kg rồi, bây giờ mặc S không vừa luôn rồi mấy chị ơi, chết rồi. Con này bầu bì bông quá lộn. Con này là nam nữ đều mang được nha khách, nam nữ đều mang được. Vô nè. Nam nữ đều mang được giùm em. Giá con áo này là 79.000 một áo. 79.000 nha mấy chị. Và mua hai áo là còn 150.000 hai cái áo. Được chưa mọi người? Nha. Một áo á là bao nhiêu mấy chị? 79.000. Mua hai áo em để cho mọi người 150.000 hai cái áo. Lưu ý giùm em, con này là hàng 3158. Quá mê về cái chất, quá mê về cái form giùm em luôn nha mọi người nha. Nam nữ đều mang được giùm em. Cái chất vải mở ra kiểm tra không ông trả lại cho em luôn mấy chị ơi. Em bao cho mọi người cái con áo này ha. Hôm nay cái áo này mấy chị nó rề, nó về được nhiều hình. Nó về được nhiều hình lắm mấy chị ơi. Nhưng mà bây giờ em xin phép là em lên hình nào là em kết thúc hình đó cho mọi người nha. Đây nè, em sẽ dơ xương xương màu trước cho mấy chị coi nha. Em sẽ dơ xương xương mẫu trước cho mấy chị coi ha. Mấy chị mà thích cái mẫu nào mấy chị đợi em một tí nha. Đợi em lên cho mọi người. Đây, đợi em lên cho mọi người rồi mọi người chọn cho nó dễ nè. Ok không? Ok không mấy chị? Nó rất là nhiều hình luôn. Được chưa? Bây giờ em là lên mẫu nào là em sẽ dứt mẫu đó luôn. Được chưa mấy bà? Nguyễn Úc đầm đen mặc dài không trang? Dạ không có dài đâu chị ơi. Quần size là em chiếu cho chị Thúy Hà. Quần em đang mặc đó mấy chị ơi, lưng là lưng cao và chất là chất co giãn nha. Con quần này cho em là giá 65.000 một quần giùm em thôi nha. Quần sọt là 65.000 em ơi. Áo đang mặc lên cho em liền mã áo xanh kèm số. Áo xanh là chị Danh Mây 79.000. Đầm nu cho Nguyễn Úc. Đầm nu cho Nguyễn Úc ok. Hai áo cho chị Hồng Phượng ok. Áo xanh là chị Hướng Hồng Hoa ok. Quần size L dồn đơn chị Trần Hà ok. 79.000 một áo cho em liền mấy chị. Ai lên chốt em liền áo 79.000 kèm số điện thoại có đơn mua hai cái là 150. Hai cái là 150 giùm em nha mấy bà chị nha. Lên chút cái con màu xanh đang mặc cho mọi người luôn. Hà Phi một áo ok tình yêu luôn. Hà Phi quần là 65.000 chất co giãn. Chất co giãn giùm em nha mấy bà chị nha. Mặc mà không đẹp em không lấy tiền mấy bà luôn. Coi rồi mặc quần này không đẹp em không lấy tiền mấy chị ơi nha. Rồi ai lấy áo lên áo mà ai lấy quần lên quần giùm em liền. Cái áo hàng 3158 này đang cực kỳ hot luôn nha mấy chị. Thiệt sự mấy chị luôn mua hai ba con về mặc cho em bao đã luôn. Nam nữ đều mang được giùm em. Ok không mấy bà? Nam nữ đều mặc được nha mấy chị nha. Rồi áo đang bận màu xanh. Ai lên xanh chốt cho em liền màu xanh. Kèm số điện thoại giùm em luôn là có đơn cho chị đẹp mình nha. Đầm nuôi chị Nguyễn Úc có rồi chị ơi. Hai cái hai màu có được tính giá được chị. Có nghĩa là mấy chị mua hai cái bất kỳ là em bán 150 hai cái liền. Được chưa? Nhật Linh một áo đang bận ok Nhật Linh nè. Có nghĩa là mấy chị chỉ cần mua hai cái thôi. Hai cái bất kỳ là chị em mình sẽ được giá là 150.000 hai cái áo mấy chị ơi, đơn giản mấy chị nha. Kim Anh Kim Loan vỏ ok. Chị Hướng Hồng Anh thêm một xanh đang bận. Chứ không có phải là mua một mẫu này mà mấy chị phải mua hai cái đâu. Không có mấy chị ơi. Rồi chị Phương Trúc một quần L em ok luôn. Quần nhà em là 3 size SML nha mọi người nha, quần đã lắm. Em đang mặc size S mà nó còn rộng như vậy nè mấy chị. Thấy không? Tại vì em bên em còn có 48-49kg à. Rồi Vicky Hoành luôn một xanh ok. Áo này nhà em 40-65kg chị ơi. 40-65kg nha.
xanh đang mặc em chút cho mạch nha, đường rồi hết màu xanh mấy chị, chuyển qua cho em tiếp tục. Trời ơi cái con màu đen này đẹp vậy, mà giả mang luôn mấy ơi, hơi bị lạ luôn các bà. Rồi con này giùm em có hai màu mấy chị, chốt giùm em liền kem hoặc là đen mấy chị ơi, kem hoặc là đen giùm em luôn, 79.000 một áo luôn, lên cho em liền mã số 2. Kem đen hai màu cho mọi người nha, kem đen hai màu, trời ơi chốt giùm em liền nha mấy bà nha, kem đen hai màu giùm em luôn. Xanh em đang bận hết rồi mấy chị. Danh mi nè, ok danh mi một quần em mờ có luôn. Xanh em hết rồi Tố Trinh ơi. Hàm phi một đen nè. Rồi ai cho lấy chốt giùm em vô liền. Đen hoặc là kem giống là chị nha. 54kg mặc size M, mặc size L giùm em chị. Minh Thư một quần size S có luôn nha. Rồi danh mi lấy một quần thôi. Kem chút cho mặt nha, đường em nói thiệt mấy chị luôn. Con này là màu nào cũng cưng mấy chị ơi. Con này là màu nào cũng ghiền mấy bà ơi. Quần 58kg vừa nha chị ơi. Minh Thư áo đang bận em hết rồi. Hai kem nha cho Bình Nguyễn nè. Một kem, hai kem nè. Rồi hết kem nha mấy chị ơi, hết kem nha mọi người nha. Rồi em còn xanh, em còn màu xanh đen. Em còn xanh đen nha mọi người. Ai lên mã xanh đen, chốt mã xanh đen cho em liền luôn. Xanh đen nha chị em mình nha. Xanh đen mấy chị ơi. Đây màu trắng, có màu trắng luôn. Ủa. Đây. Muốn màu trắng là có màu trắng cho em luôn nè. Đây. Ai muốn màu trắng là có màu trắng cho em luôn mấy chị ơi. Chốt giùm em liền mã trắng kèm số điện thoại giùm em liền, 79.000. 79.000 giùm em. À, chị Trang Huỳnh em hết, chị Trang Huỳnh ơi. Đủ mẹ mày à. Trang Võ một áo đen ok, quần size M chị Kim Lắm ok. Lọc Trần hai cái đen ok. Quá đẹp luôn. Lên cho em liền mã trắng liền, trắng em được 1 2 3 4 con. Nha, đen chút của Trần Thị Kim Phượng. Trần Thị Kim Phượng ok la luôn, có luôn. Rồi còn đầm thỏ không chị, hết đầm thỏ chị ơi. Trắng đó chị Kim Dung ok, Bình Nguyễn hai cái trắng ok. Rồi áo kem em hết rồi nha tình yêu ơi, hết áo kem rồi chị ơi. Rồi còn trắng còn đen nha mọi người, ai lấy trắng chút trắng, ai lấy đen chút đen em. Cứ hai cái bất kỳ là 150.000. Hai cái bất kỳ là 150.000 giùm em tình yêu ơi. Lên cho em liền nha mọi người, lên cho em liền luôn, trắng hoặc là kem tùy mình nha mọi người. Áo kem trắng chút với chị Kim Lan Võ có rồi đúng không? Ủa Kim Lan Võ sao báo bơm hàng? Kim Lan Võ mới trả 30.000 tiền ship nè. Hồ Thư một áo trắng, Thi Lớp một áo đen. Chị Kim Lan Võ chị mua hàng lại chị cọc giùm em đi chị. Hả? Nè mới báo trả 30.000 tiền ship nè. Chị đã mua bao nhiêu sản phẩm vậy? Không vừa hay là sao vậy? Rồi lên cho em luôn, màu rêu. Trời đất ơi. Màu rêu mấy chị ơi, màu rêu chốt giùm em liền rêu. Rêu giùm em liền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 con rêu hết hàng mấy chị. 10 con áo rêu hết hàng giùm em liền. Ai lấy rêu lên rêu cho em liền, quá đẹp luôn. Chị Hà Phi một rêu cỏ nè. 79.000 một áo mấy chị ơi, mua hai áo cho em là 150 mấy chị, lên cho em liền mã rêu. Mạch Nha Đường nè, Bơ Nguyễn nè. Trời ơi đẹp ha. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị ơi, con này nam nữ đều mang được form to cho em luôn nè mấy chị nha. Hoàng Minh Thư một rêu nè, chị Kim Dung màu rêu nè, ok la luôn nè. Trời ơi mấy chị, quá đẹp rồi. Phương Trúc màu rêu nè, Phương Trúc màu rêu cỏ nè. Bà nào lên rêu chốt em lên liền mấy chị ơi, mã rêu kèm số nha. Chị Danh My một áo trắng có chưa? Danh My áo trắng nè. Ok chị Danh My luôn. Dạ 79.000 một áo, mua hai cái là còn 150 cho em mấy chị. 150 hai áo mấy chị ơi, lên cứ thích hình nào cũng được mấy chị, miễn là cứ hai áo là có đơn nha mọi người ơi. Lọc Trần hai rêu nè, một rêu chị Trang Lê nè, chị Lan Vi nè. Lan Vi có một áo rêu chị ơi, đợt họ mua vàng gọi điện không nghe máy rồi đó chị. Mơ hết áo rêu chị ơi, mơ hết áo rêu nha. Tiếp tục giùm em. Trời ơi cái con kem này dễ thương quá mấy chị. Trời đất ơi là trời. Trời ơi cái con màu kem này mấy bà ơi. Trời ơi cái màu dễ thương quá mấy chế ơi. Trời ơi xinh xẻo nha mấy bà, xinh xẻo nha. Từ từ. Đang mặc em tạm hết cái màu đang mặc rồi mọi người. Đang mặc hết tạm hết cái màu đang mặc rồi. Để em lên kem cho bà gái nè mấy bà ơi. Em lên kem nha. Rồi hình như cái này là có mỗi thứ có một hình thôi đúng không? Rồi, em lên luôn một lần cho bà chế luôn nè. Đây mấy chị. Bây giờ em lên luôn cho bà chế một lần luôn nè mấy bà chế ơi, cho nó gọn nè. Tại vì hôm nay về là
mọi thứ nó có một hình nè mấy chế, nên là rất là nhanh nha. Rồi ok luôn, em lên nè, chẳng cho bình yên nhẽ nè, có chưa? Chẳng cho bình yên nhẽ nè, chẳng cầm hai cái cho mơ mơ nè, xanh than hai còn một nè cho mơ mơ nè. Đầm caro em vừa like xong rồi bà ơi, hết rêu nha chị em. Mơ mơ mua hàng lên thông tin chị ơi, mơ mơ ơi, mơ mơ hình như là Lê Mơ ngày xưa hay sao quá trời. Chị không nghe máy hả em? Không phải, chị Trúc Nguyễn, em không có nói chị nha chị. Minh Thư, chị ơi lấy 10 áo, 10 áo đủ màu. Minh Thư ơi, vậy em lấy em cặp giùm chị nha. Bà lấy 10 cái 10 màu phải cặp giùm em chị ơi. Ba cái kem cho Lộc Trần nè. À đúng rồi, con Lê Mơ á, sĩ Lê Mơ á, ok la luôn. Rồi áo còn trắng còn đen mấy chị. Rồi em đọc lại màu nè. Em lên như vậy nhanh luôn cho bà chế luôn. Hôm nay phải ít hình mấy chị. Trời ơi cái này dễ thương quá. Chốt giùm em liền. Lạ, lạ có một con duy nhất luôn, lạ có một em mấy chị ơi. Lạ có một con duy nhất là mấy chị. Rồi con này chốt em luôn, con trắng nha. Màu trắng màu lạ nè mấy chị. Cái này chốt theo màu nha mấy chị ơi, chốt theo màu rồi nha, em không nhận. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em luôn là màu nâu. Màu nâu nha. Màu lạ màu nâu nè. Cái này lên cho em là rêu nè. Đây. Trời ơi con rêu này xuất sắc mấy má ơi, con rêu nè mấy chị. Rêu nè. Trời ơi em này màu xịn xịn sò luôn mấy chị ơi, em này màu xịn quá. Màu này nè mấy chị. Trời ơi cưng chưa? Màu hơi bị tây nha, chốt em mã xám. Xám nè. Cái này chốt cho em mặt cười đi. Cái này mấy chị chốt giùm em mặt cười đi nha, mặt cười đẹp không? Trời đất ơi. Mặt cười nè. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em là màu màu nâu, nhưng mà màu nâu chữ C. Màu nâu chữ C nha. Trời ơi cái màu này đẹp quá mấy chị ơi, cái màu này màu dễ thương quá nè mấy bà ơi. Cái này chốt cho em là màu màu xanh than đi mấy chết, xanh đi ha. Chốt em xanh đậm đi mọi người, xanh đậm đi nè. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em là màu bơ nè. Bơ nè, bơ nè, bơ nè. Đó, rồi. Màu bơ xanh nâu chữ C. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em là mặt cười. Chốt giùm em luôn màu xám, màu rêu, màu nâu, màu trắng, màu lạ. Màu trắng, màu lạ. Rồi ok la luôn, chốt đơn nha. Rồi em chốt nè. Kem chốt cho Quỳnh chi đỏ. Áo lạ chút cho Danh My. Ôi lạ có một con một luôn các bạn ơi, lạ có một con một luôn á. Cho Danh My, chẳng hai cái Lê Mơ còn một. Chẳng hai cái Lê Mơ còn một, ok. Nâu hai. Nâu hai cho Lê Mơ, ok. Chẳng cho hai trang còn cái. Chẳng cho hai trang còn cái. Rêu bốn cho Mơ Mơ. Hà Phi rêu. Nâu Phương Trúc. Nâu Phương Trúc. Hai trang rêu. Nâu Trang Nguyễn. Hai trang rêu. Nâu Trang Nguyễn. Trắng Phương Thảo. Phương Thảo ơi, mình hết trắng rồi. Phương Thảo ơi, đổi màu giùm em tên Phương Thảo ơi. Trang Lê Xám. Trang Lê Xám. Chị Phương Trương có rồi. Xám cho Lê Mơ. Hết trắng lạ nha Lê Thị Cẩm Tiên ơi. Mặt cười chúc Nguyễn Ngọc Ánh. Chúc gì? Chúc bà Nguyễn Ánh hả? Mặt cười chúc cho Nguyễn Ánh. Xám chúc cho Trần Thị Bảo Trân. Xám chúc Trần Thị Bảo Trân. Trinh Lê còn xám. Trinh Lê ơi, trắng hết là Du Kỳ Đặng ơi. Màu lạ em hết Mỹ Thắm ơi. Mặt cười chúc cho Lê Mơ. Mơ Mơ. Nâu chúc cho chị Lộc Trần. Nâu chữ C chúc cho Mơ Mơ. Nâu chữ C chúc cho Mơ Mơ. Màu rêu chúc cho Yuki. Có một cái một nãy quăng nằm ở ngoài hết rồi. Chị đã thôi hết rồi đó. Yuki Đặng một rêu. Xanh đậm hai cái cho Mơ Mơ. Một nâu chúc cho Minh Thư. Xanh đậm hai cái. Một nâu chúc cho Minh Thư. Nâu chúc cho Minh Thư. Xanh. Xanh cho Hà Phi. Xanh cho Hà Phi. Trang Lê một xanh. Bơ hai chúc cho Mơ Mơ. Tuyết Tuyết một áo chị mặc. Tuyết Tuyết một áo chị mặc. Rêu cho Trang Võ. Trang Võ, đây là còn rêu. Trang Võ rêu.
chị Huyền Lu này bơm hàng bữa không bán lại rồi đúng không? Huyền Lu này cặp giùm em lại nè chị ơi. Chan lê màu bơ có rồi phải không ta? Chan lê bơ, hai chan bơ, lan vi xám, lan vi xám, Minh Thư, Minh Thư rêu. Minh Thư em hết rêu rồi Minh Thư ơi. Em hết rêu rồi Minh Thư ơi, em hết rêu rồi Minh Thư ơi, đổi màu nha Minh Thư ơi. Xám chút cho Yuki Đặng. Yuki Đặng có xám chứ trời. Yuki Đặng xám, Lan Nguyễn một xám. Hết màu lại chị Lan Nguyễn ơi. Hà Tiên xám. Một kem một xám với Trần Mỹ. Xám chút cho chị Linh Đặng. Xám chút cho Linh Đặng. Rồi hết xám chị ơi. Nâu cho chị Tuyết Nguyễn. Xám còn một. Hết xám rồi chị Quyên Lu ơi. Chị Quyên Lu hết xám rồi, còn xám không ta? Hết xám rồi chị Quyên Lu ơi, đổi màu giùm em chị Quyên Lu. Kem hai chút cho Mơ Mơ đang mặc. Xanh đậm hai chút cho Thùy Thùy Tiên. Thùy Tiên. Nâu chị Ly Khanh. Nâu chị Ly Khanh. Bây giờ hiện tại là em còn nâu chữ C là nhiều nha mọi người ơi, còn nâu chữ C giùm em nha. Bơ ba cho chị Lộc Trần. Chị Lộc Trần hôm bữa là có 10 ảo rồi đúng không? Chị Lộc Trần hôm bữa là có 10 ảo rồi đó. Lan Vi màu bơ, Thanh Thúy màu bơ, quần caro, có quần caro, không có quần caro em ơi. Nabi một nâu, ý là em mua bộ thì chị có nha. Rồi màu bơ hết. Trần xanh xanh mặt cười. Áo trắng em hết, mặt cười chốt cho Tố Trinh. Xanh đậm chút cho Vui Nguyễn. Bên em gọi điện nha. Bên em gọi điện chị hai lần không nghe máy chị ơi. Trịnh Kim Yến. Hai sản phẩm xem tin nhắn không rep. Bây giờ bà mua hàng bà cặp lại giùm em đi. Vậy là Yuki Đặng bỏ xám là chốt cho chị Quyên Lu. Mấy chị mua hàng mua kỹ giùm em. Mua mà xả ra vậy là em không có chịu nha. Nhi Phạm có một quần L. Mua hàng lấy thông tin mấy chị ơi. Trang Lê một xanh thang. Nâu xe chốt cho Lê Thị Mỹ Hòa. Xám rêu hết rồi Nguyễn Thị Kim Thoa ơi. Hai xám em hết chị. Cái gì? Mặt cười. Gì? Không, xám là cái chữ xanh đó. Chi Phu hết bơ rêu chị ơi. Xếp bơ rêu luôn. Kem chút cho Phương Thảo. Rồi hết xám luôn chị mình ơi, hết bơ rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ em còn màu rồi mấy chị đẹp nào. Em còn màu mặt cười nè, chốt em mã mặt cười. Chốt giùm em liền nâu chữ C. Nâu chữ C nha chị em. Ý, nâu còn cái mấy bà ơi, nâu còn cái nha. Nâu còn một cái nè. Bơ còn một cái, bơ còn một cái cho chị Anh Betit nha, em còn một cái. Rồi bây giờ em còn màu gì ta? Em còn màu nâu, em còn màu xanh. Em còn nâu, em còn xanh nha mọi người nha. Nâu xanh, nâu chữ C. Mặt cười giùm em luôn, xám đang mặt. Nào, kem đang mặt, em còn một cái cho Tuyết Tuyết. Rồi hết màu đang bận nhung nha mấy chị. Nâu C với mặt cười cho Thảo Thảo. Nâu C với mặt cười cho Thảo Thảo. Áo rêu em hết, đầm caro em hết luôn rồi Nhật Táo Lê ơi. Mạch Nha Đường chị hết màu bơ. Hết màu bơ mấy chị ơi. Nâu cho Hà Tiên còn một. Nâu cho Hà Tiên còn một. Bơ em hết luôn. Trần Mỹ ơi, không có số điện thoại chị ơi. Màu mặt em tạm hết mấy chị ơi. Nabi Linh còn nâu chữ C thôi em ơi. Còn nâu chữ C thôi nha mọi người ơi. Hết nâu chữ rồi mấy chị. Bây giờ em còn nâu C thôi. Nâu C cho Thúy Nguyễn luôn. Em mới vô lại đó chị. Xanh đậm chút cho Lan Vi. Xanh đậm chút cho Lan Vi. 79.000 một áo, mua 2 áo là còn 150 nha mấy chị ơi. Bây giờ em còn nâu C, còn mặt cười nha mọi người. Còn nâu C với còn mặt cười với lại còn màu xanh than thôi là hết mấy chị ơi. Nâu bơ em hết rồi mấy chị. Bây giờ em lấy qua nâu chữ C hết cho mọi người nha. Hà Tiên nâu C. Xanh cho Hằng Ly. Phương Trương hình như là mới có màu lạ rồi Phương Trương ơi. Thêm mặt cười cho Trang Nguyễn. Tố Trinh Trung Đơn với lại Phương Mỹ Hòa Okala luôn. Rồi nâu C cho Mạch Nha Đường. Nâu C với mặt cười cho Thảo Thảo có rồi luôn, Okala luôn. Áo xám với rêu chị. Ủa là Nhi Phạm có số điện thoại đúng không?
Nhi Phạm không có cho số điện thoại có rồi nè. Ủa có số điện thoại này mà. Lên màu lại cho mấy chị đẹp vô sâu nè. Quá nhanh quá nguy hiểm rồi mấy bà ơi. Bây giờ hiện tại em còn mặt cười, còn nâu chữ C mấy chị. Hả? Hết rêu hết sảm rồi. Hả? Ừ, đúng rồi. Thảo Thảo có luôn, ok la luôn. Trời ơi, cái mặt cười xuất sắc mấy chị ơi. Em nói mấy con này nó dễ mang đó bà ơi nè. Cái chữ si đẹp xỉu. Cái chữ si đẹp xỉu luôn. Thanh Thúy mặt cười. Thanh Thúy mặt cười. Thanh, trời ơi, mấy cái mặt cười là mấy cái hàng mà New Korean rồi bà. Siêu hot luôn đó. Nè, xuất sắc luôn. Còn mặt cười, còn chữ si nha chị em. Rồi, đây còn lọt lọt mấy cái đây nữa nè mấy bà. Đây màu lạ còn, mấy chị ơi màu lạ còn nè chị em. Lên cho em liền lạ, lạ nè, lạ đây được một. Lạ còn được mấy con lạ nha mấy chị ơi, ai lấy lạ chút lạ. Cái này chốt mà em liền mã nâu chó. Mã nâu con chó nè. Nâu chó nè, còn nè. Đây đang bận nè, đang mặc nè. Xanh đen. Xanh đen, xanh đen, rồi chốt đơn. Chốt 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 màu lạ còn mấy bà ơi, màu lạ còn. Áo 79 mua 2 cái 150. Chị Trang Huỳnh một màu lạ ok chị yêu. Trời ơi. Đầm đầm caro để em coi coi còn không, em về thêm cho chị ơi chứ giờ tạm thời hết rồi chị. Chị Trang hình quẻ lấy ok chị đẹp luôn. Rồi ai lên màu cho em liền mấy bà ơi. Trời ơi. Quá mê rồi, quá mê rồi. Nâu chó chúc Nguyễn Ánh. Mặt cười chúc cho vui Nguyễn. Mặt cười chốt cho vui Nguyễn nè. Vui Nguyễn mặt cười có luôn. Quần legging tối 59.000. Hết tới gối rồi chị, hết tới gối rồi. Xanh đen cho Trang Lê. Xanh đen cho Trang Lê. Lạ cho mơ mơ. Lạ cho mơ mơ nè. Lạ còn nè, ok luôn. Xanh đen cho chị Trang Trinh. Chị Trinh Lê xanh đen nè. Nâu chó chút cho mơ mơ nè. Nâu chó đây, ủa nâu chó hết rồi bé ơi, hết nâu chó rồi em ơi, giờ còn lạ cưng ơi. Xanh đen cho mơ mơ có rồi, mặt cười chúc cho Vi Lê. Mặt cười hả, mặt cười đây còn con nè. Mặt cười chúc cho Vi Lê luôn, đơn em đi. Led Jean ngắn hơn, à tới đây đúng không. Led Jean 59.000 còn. Màu lạ là, đúng rồi đúng rồi. Rồi màu lạ cho chị Hằng Ly. Hằng Ly lạ nè. Hằng Ly ok, Hằng Ly luôn. Rồi bây giờ em còn mặt cười nha mấy chị. Em còn gì ta. Nâu con, ê nâu con chó còn cái nó cầm trên tay nè, khùng ghê. Đen, xanh than còn hai màu thôi à. Rồi còn mặt cười nè. Còn màu màu đen nè. Còn nâu chữ C nè mấy chị. Với lại con chó. Màu lạ còn cho em màu lạ còn nha. Sơ mi hai túi ngắn hết hàng chị ơi. Trời ơi con đó giờ em không có hàng em nhập luôn nè. Lấy một legging Antelan. Bà Antelan còn một cái quần nữa đó. Quần legging đó bên kia kìa. Trời ơi má ơi còn nha mấy má ơi, còn nha. Ê còn nha mấy bà. Còn hình khác nữa nè má ơi. Lạ là hình chó á. Nè. Nâu chó hết, nâu chó hết nha. Nâu chó hết, mặt cười hai cho chị Lọc Dần còn một hả? Mặt cười còn không? Mặt cười còn bên đó còn dư để chị Lọc Dần nha, rồi hết luôn nè, hết mặt cười luôn nè. Hết mặt cười luôn, bây giờ hiện tại bây giờ em còn con chó. Em còn nâu chữ C nha mọi người. Chó nè, nâu C nè, với lại mặt cười. Ê mặt cười đây còn. Mặt cười đây còn cái nữa nè. Rồi nâu chó hết luôn mà Trang Võ ơi, lấy màu lạ đi. Phần cẩm lạ nè. Rồi ok, còn hai màu cuối cùng hết hàng. Trời ơi, chắc con này là con siêu phẩm hay gì mấy chị ơi. Nhét dưới tận cùng địa ngục mấy chị. 79.000 một áo mua 2 cái 150. Xuất sắc chưa? Được có 10 cái màu trắng thôi nha. Không có nhiều luôn nha bà, 10 cái màu trắng thôi. Ai lấy trắng lên trắng cho em liền nha. Trời ơi, em nói cái này chắc là siêu phẩm hay gì. Nãy giờ đi kiếm màu trắng không có đâu mấy chị. Giờ có trắng rồi nghe mấy bà. Trời ơi, con này mặc màu trắng rồi tới công chuyện. Quần đùi jean đen còn không chị? Đây ta đang bận đây nè mơ mơ. Ta đang mặc đây là gái ơi. 65.000 cái mua 2. 65.000 nha. Cái gì? Chó đen. Sao?
Dư hả? Hai cái cùng mơ mơ có chưa? Ừ nó đó nè. Cái quần lưng siêu cao nha. Bữa nay là còn có 49kg thôi các bà, nên là cái quần bên đây là nó ốm nhôm rồi mấy bà ơi. Con này là, con này là cái size của nó là hơi bị to nha mấy chị. Cái con này là size mà mấy bà nào mà dạng như là 160kg có size L luôn, mà mấy chị phải cao nha, phải cao mới có size L cho mọi người nha, mọi người nha. Rồi ok chưa? Lấy đủ 10 cái chị Trần Oanh. Bây giờ em phải để qua bên rồi, chiều nay về thêm em mới bỏ thêm cho chị được. Chứ bây giờ em không có hàng luôn, chẳng là được chục cái thôi, in phiếu không ra nha. Đợi em xíu mấy bà ơi, kẹt phiếu. Hai trang một chẳng nè, hàng ly. Kẹt rồi không ra. Ra chưa? Phiên bản hết hạn gì á. Cái điện thoại nó có in được không? Vô đây. Rồi lên cho em cái này nha mấy bà ơi, còn chẳng nha mấy chị. Trời ơi. Từ từ. Huỳnh Cẩm có chưa ta? Việt Trinh có rồi đúng không? Mơ mơ có rồi, Hằng Ly nè, bắt đầu chốt Hằng Ly nè. Hằng Ly nè, hai trang nè. Rồi ok luôn, chẳng cho Thanh Thúy nè. Lấy đủ 10 cái bây giờ Trần Anh em in phiếu ra đi. Nâu chữ nè, nâu chữ C cho chị Minh. Cái chị Minh Thư nè, nâu C nè. Chẳng với nâu C chút cho Lê Thị Cẩm Tiên nè. Chẳng nâu C nè. Áo chị mặc đen. Đen là cái này. Rồi Phụng Quỳnh. Chẳng hai chút cho Mơ Mơ nè. Phương Trường ơi, lạ con chó còn không? Lạ chó hết rồi. Quần size L cho Thúy Hà có luôn. Bà nào nãy giờ không có cho số điện thoại nè. Du Kỳ Đặng một quần L nè. Quần L là khoảng chừng 53-58kg với bà, 53-58kg nha. 60kg phải cao chỉ mới 6 giùm em là ok. Ngô Thùy Trang một chẳng nè. Rồi chị một nâu si nè. Có rồi bà Lộc Trần, có rồi. Chẳng Thanh Thúy có rồi. Con rút thôi, rút thôi, em mua hàng em cọc tiền đi cưng ơi. Bữa hôm chị xả đơn em ra rồi. Nâu cà má chị cho Thu Hương. Là nâu con chó đấy hả? Trời ơi sao nó thấy hay vậy ta. Quần 65.000, quần 65.000. Bà Trang giỏi hết, bà Trang giỏi ơi. Nâu cầm hết rồi, nâu cầm hết luôn. Rồi hai cái chẳng cho Mơ Mơ có rồi, còn cái chẳng cuối cùng hết hàng. Còn một cái chẳng cuối cùng hết hàng luôn bà ơi. Trời ơi. Em nói thiệt với bà luôn là quá nhanh quá nguy hiểm luôn đấy bà. Hoa đất dược một chẳng có luôn nè, hoa đất dược nè. Rồi đang mặc toàn nâu giùm em. Còn cái nâu C đúng không? Còn cái nâu C đang mặc là hết đó. Còn bà nào chưa có quần lên quần cho em liền nha bà. Lên quần giùm em liền tay luôn. Hôm nay áo về tới mấy mã lận. Hôm nay áo về tới mấy mã lận chị ơi. Tha hồ mà chốt. Cái gì? Ờ áo nâu á. Lấy cái nào cũng được á, nó miễn không có màu nâu cho bà là được rồi. Nâu C còn cái cho Thanh Thúy. Nâu C quần L cho bé vui. Rồi ô hết luôn, hết luôn. Hết áo rồi mấy chị ơi. Bây giờ áo này á mấy bà. Cho em chắc khoảng để coi coi chiều nay có hàng thêm được không. Để em mở cái điện thoại coi em coi coi còn không. Em lấy thêm về cho mọi người. Đợi em tí nha, trời ơi, ngày nào cũng về 100-200 cái đó bà ơi, nhưng mà không. Nhưng mà không có đủ hàng luôn á, đợi em tí nha mọi người. Trời ơi, em chuẩn bị em lên cái siêu phẩm, mấy má tập trung cho lúc chia sẻ liền tay đi nè. Chuẩn bị lên cái siêu phẩm nè, cái gì? Sau nè, C đang mặc nè. Đúng rồi. Nha nha, đợi em tí xíu, để em hỏi coi bên đây. Nó còn hàng này không, em về cho bà chế cho, trời con này xuất sắc luôn. Em nói thiệt cái bà luôn là bữa giờ bán mấy trăm con này rồi đó bà, nhưng mà không có đủ hàng luôn á. Cái gì? Trời đất ơi, quá trời quá đất ngày hôm nay rồi. Đầm hai con sóc còn không, ta chưa có lên luôn á bay. Ta chưa có lên luôn á, áo đang mặc ha. Áo đang mặc hết rồi, nhưng mà đát em bù cho mấy chị một con. Rẻ đẹp nha, đợi xíu. Bà nào mua áo đợi chút xíu nữa, có lên một con ta nói bán giá xỉu luôn mấy má, xỉu luôn, yên tâm đi. Nè bà Yến đó rồi, bà Yến tròn rồi, vô lẹ bà Yến tròn ơi, vô lẹ nè. Bữa nay về có ba màu thôi biết chơi, về có ba màu thôi biết chế nè. Nhanh tay nha, giá rẻ siêu cấp mấy chị ơi, cái siêu cấp luôn. 59.000 một áo, mua hai cái còn 105.000, rồi chốt đơn. Cái gì?
cái gì? Nói xấu tao cái gì? Chứ sao? Mình phải tự tin chứ trời. Mình phải tự tin chứ. Đẹp không đẹp trong mắt mày thôi chứ đẹp trong mắt người khác được rồi. Cần gì phải đẹp trong mắt Quỳnh. Chà. Vô sung cà tre lắm, dữ dằn lắm. Chốt liền men trời này. Thiệt với bà ơi, nay tôi ốm tụt quần thiệt rồi. Nay là điều ước thành sự thật đó mọi người. Ốm tụt quần thiệt rồi mấy bà ơi. Bà nào mà lấy thuốc giảm cân lên cho em liền nha. 450 ngàn một liệu trình nha mấy chị. 450 ngàn một liệu trình phi ship cho em luôn. Nè mấy bà, nay tôi ốm tụt quần thiệt. Mấy bà ơi, trời ơi, quá trời rồi. Cái này về được có 30 con thôi mấy chị nha. Không có nhiều nha, 30 con thôi. Rồi trắng, hồng và đen. Đợt này là về màu căn bản cho mấy chị thôi mấy chị ơi. Quần 65 kèm size ở bên lady, 65 kèm size giùm em liền nha. Nhớ giùm em kèm cái size mấy chị ơi. Nâu xem hết rồi, áo đang mận hết rồi mấy chị. Đợi em tí đi để em lên cho mấy chị con mã khác. Cũng là dạng thun 3158 luôn. Nhưng mà đợi em tí nha. Tuyết trắng, một hồng, một trắng nè. Tay dài đen chút cho Phụng Quỳnh nè. Áo xấu cho mơ mơ nè. Cái gì mơ mơ cọc lại em chị nha mơ ơi. Hai cái 105.000, 59.000 một con thôi mấy chị. Bình Nguyễn một áo nè. Áo 59 nè bé yêu ơi. Chị đang mặc size S à, Hoàng Minh Thư ơi. Nga nga một trắng dồn nè. Nga nga một trắng dồn nè, ok luôn. Rồi em còn ít rồi mấy bà ơi, nhanh tay nha mấy bà. 59.000 một áo, mua 2 áo là còn 105 cho em. 59.000 mua 2 áo là còn 105. Bình Yên nhé, một áo ok luôn, nga nga có rồi. 59.000 nha mấy chị nha, con này về số lượng được ít. Bà Mai Phương Thảo. Chị Mai Phương Thảo này mua hàng cọc tiền đi chị. Năm sản phẩm nhắn. Mai Phương Thảo này cọc tiền giùm em đi. Rồi bữa hôm là cọc chưa vậy ta? 1579 kiểm tra mấy cái điện thoại đang lắc lắm. 1579 kiểm tra cái số điện thoại đi. Trinh Rai một đen 59.000. Áo đang bận cho Trương Hồng Hoa. Thuốc giảm cân hả chị? Một liệu trình là 450. Có uống là có xuống, không uống tới em hoàn tiền cho. Uống không mệt mỏi nha mấy chị. Không mệt mỏi, không kiêng ăn giùm em mấy chị ơi. Trâm Nguyễn một hồng một đen nha. Quần em mờ áo tay dài trắng đen chúc cho chị Binh Lady nè. Quần em mờ chúc chị Hoàng Minh Thư nè. Áo đen em chúc cho chị Hoa Đất Dược nè. Chúc Nguyễn áo trắng áo đen nè. Giảm cân là một tháng á chị. Phạm Thái Băng biết sao hôm nay em lên nhanh nè mấy chị ơi. Nên là em tư vấn giảm cân không có kỹ, mấy chị nhắn tin cho em đi. Hồng với đen cho Tuyết Mon nè. Rồi Dầu Lê một áo trắng một áo đen nè. Còn hai trắng một hồng là hết hàng. 60kg, chị đấy chị muốn mua con áo thì vừa nha chị. Còn con quần em sợ không vừa. Bông đào ơi, hết màu đen cái ơi. Ủa vậy hả, còn cọc hả? Trời đất ơi, ai biết mày đâu, mày nghĩ tao lâu quá trời, tao không nhớ mày ơi. Tiền bạc mà, ai mà bỏ vô túi chị làm biến nhớ lắm. Chị nói thiệt, nên là ai biết đâu. Rồi còn cọc rồi nha, inbox của chị đi nha. Để cái gì chị đơn này chị đi chị trừ cho. Rồi đang mặc còn hai màu nha mấy bà. Màu gì ta, màu hồng với lại màu trắng là hết. Trần Thảo xuống hỏi, Trần Thảo ơi xuống hỏi giùm em liền. Dầu Lê áo trắng em có không? Ủa là có chưa? Ê cái quần nâu này nè, cái quần nâu này nè mấy chị. Cái quần nâu này còn được ít xỉu à mấy chị. Cái quần nâu này còn được ít xỉu à mấy chị ơi. Cái gì? Cái quần nâu này còn được ít xỉu à nha. Quần nâu là sắp hết nha bà. Trần Thảo luôn rồi, còn hai cái áo cuối cùng. Quần em mở cho chị Đặng Thùy hả? Đặng Thùy, áo hồng hết rồi bà Bích Tuyền ơi, hết áo hồng rồi. Bây giờ làm ơn lấy giùm em cái trắng đi, 59.000 à bà gái ơi. Mua hai cái còn có 105 thôi nha. Còn đúng hai con cuối cùng hết hàng. Còn hai con cuối cùng hết hàng. Quần nâu bây giờ hiện tại còn đúng một cái duy nhất size S. Cái gì? Này hả? Này hả? Hết nha. Chị Nguyễn Đài Trang hết rồi, nhỏ để ngồi xí rồi mấy chị ơi, nó ngồi xí rồi mấy chị. Hết rồi mấy chị. Cái quần nâu mà nãy thiếu mấy chị bao nhiêu con vậy? Em nói nghe nè, lỡ đang mặc cái quần em đang mặc rồi, mấy bà ơi, mấy bà lên cái con tay cho em luôn đi. Quần tay loe mấy chị. Nè. Thôi bị xinh nha mấy bà, quần tay loe nha. Quần tay loe 109, hiện tại còn có 2 size SM thôi. Trời ơi má, cái quần tay loe này em nói thiệt với bà luôn á. Mấy bà nào đi đâu ra kiếm ra 109.000 lên tôi trả tiền cho hàng tuyết mưa. Ra ngoài mua 180, 190 liền. Nhanh tay lẻ chân SML.
ơi, SM à, còn có SM thôi. Ở đây chỉ còn được vài con là hết hàng mấy chị ơi. Nguyễn Đài Trang với áo trắng đen luôn chị. Nguyễn Đài Trang, trời ơi, bà hơi, bà hay dở sợ luôn á. Nó chừa cho bà luôn rồi kìa. Áo nâu hết rồi chị ơi. Quần bán không em, đang mặc có 65 nghìn thôi chị. Đang mặc có 65 ngàn thôi đó. Nguyễn Kim Thảm em hết rồi. Áo trắng chị Thu Hương có chưa ta? Hết rồi chị Thu Hương ơi. Hồi nãy em biết em đọc tên chị chưa, em quên mất tiêu rồi. Quần tay không có le. Bợ vậy. Quen ruột lắm mấy chị á nghe. Mấy bạn đó. Thiệt luôn á. Không biết còn nên mà tao nói tao giới thiệu quá trời giới thiệu đi trời. Trời ơi cái này là quen thân lắm mấy chị nha chị. Đợi em tí nha. Đợi em gán móc cho chị ruột của em. Thiệt. Cái này thương lắm mấy bán á chứ thiệt. Bình thường là mấy bà vô mua hỏi hỏi là tôi cũng bán luôn y vậy đó. Nha. Đây nè. SM mặc được giùm em nha, lưng chun nha chế. Cái này mà bữa hỏi mấy mặc chung mấy con áo sơ mi tay ngắn á là y vậy với mấy bà chế. SM giùm em, giá con này cho em là 79.000, còn được có mấy con là hết luôn. Mấy em mà nha mấy bà ơi là hết đó. L. Quần tay hết L rồi, chúc Nguyễn một quần M ok. Đầm đằng sau 99.000 bà Nguyễn Linh ơi. M nhiêu ký hả? Bà cho em cân nặng. Chi Kim quần S, chúc Nguyễn lên xứng thoại. Áo đơn bận hết rồi bà. Đó mặc áo mặc hình như hết mày hết rồi hết áo nó mặc rồi. Quần đang mặc L chúc cho Thanh Thảo. Quần tay loe S chúc cho Dầu Lê. Đã nhận hàng rồi đẹp cực kỳ luôn hả chị? Trời ơi. Đẹp phải ủng hộ em dài bà ơi. Quần đen L là đang bận đúng không mà xa. Rồi. Quần tay chỉ cầm 5 cái. Thiệt luôn á mấy bà không lấy lát hồi nó xịn lấy hết là hết hàng bà ơi. Quần tay loe S chúc cho Lê Thị Cẩm Tiên. 109 chúc Nguyễn Xuân Thoại. Quần đen kaki hả? Dạ không chị, quần đen là chất tay luôn chị. Nó luôn, nói chung là nó là hàng tuyết mưa luôn. Nó là hàng tuyết mưa luôn nha. Cái gì? Một S nữa hả? Coi chừng lộn mà. Hai quần me lộn, hai quần loe M chúc cho bà Phạm Thị Ngân Hà. 1M nè. 2M nè. Trời ơi thương lắm còn size L mấy chị. Bà nào nhanh tay luôn. Má ơi quá trời quá đất rồi. Giảm cân một hòm chúc cho Nguyễn Đài Trang. Có bà nào uống giảm cân xuống chưa? Có bà này uống xuống thì im luôn trời. Ví dụ mà mình uống mình không xuống mình nhắn tin em đi mọi người, mình uống mình không xuống đi để biết được đền tiền đi chứ bây giờ uống xuống mà cũng không nói gì hết trơn trời trời. Hoa hồng nè. Hoa hồng một quần 79 luôn. Quần loe L cho chị. Trời ơi chị Thanh Nguyễn. À ơi, bà trúng nguyên cái giải đặc biệt quán quân luôn, còn đúng có một cái L thôi đó, hết luôn rồi đó. Jean chị mặc để cho em chưa mà lấy nhiêu ri? SML. Lấy nhiêu ri dạ mơ ơi. Lấy nhiêu ri nè, bảo ông chị liền cân. Quần hiện tại còn size M mấy chị ơi, quần hiện tại còn size M là hết. Loe S hả? Trời ơi, giờ không biết đâu ra một cái loe S đi trời. Đợi xíu đi. Loe S giờ đợi xíu mà em đi mấy chị, đợi xíu đi. Trời ơi cái con nào nó bán thiệt luôn. Mấy đứa này, cái mấy đứa mà mua cái áo này mà gọi điện không nghe máy thì tao chù luôn á thiệt á. Trời ơi hàng đây tao không có bán mà thiệt luôn á. Bị cái không nghe máy mấy chị ơi, tức chết á. Mơ mơ ba ri quần ok mơ mơ nè. Loe L hết rồi bà ơi, loe còn đúng có cái M là hết luôn. Viettel 50.000 hông 100 nha. 50 hôi lông nha, không nhận nha. 100 giùm. 100 giùm mới nhận nha mấy bà. Áo trắng chữ 79.000 mua 2 cái là 150. Trắng chữ, cái này chốt em là cái gì? Trắng chữ xanh. Trắng chữ xanh. Cái này chốt em liền. Con gấu. Nâu chữ vàng. Con gấu trắng. Rồi còn mấy cái thôi là hết. Ba ri có rồi, loe còn em mờ. Lên đầm sẽ tà đi chị. Rồi đợi em xíu đi bà ơi, em lên liền cho. Áo trắng rêu hết rồi. Trắng chữ chúc cho Đặng Thủy nè. Trắng chữ xanh chúc cho Mơ Mơ nè. Con gấu chốt cho Huỳnh Cẩm. Con gấu chốt cho Huỳnh Cẩm. Loe M còn cả cho Thanh Thúy. Loe M ok luôn. Con gấu hết mấy chị ơi. Cái gì vậy? Đi đâu ạ? Con. Không mà lại nhậu hả? Chuẩn bị kết thúc live stream rồi nè. Nhanh lên ở lại nhậu. Tao sắp xong rồi nè. Ý Nguyễn gấu xanh nè. Trời ơi cái gì vậy trời.
Không em mời luôn rồi. Đây quần nó đẹp cái này. Quần nào? Chân váy. Không có lót quần trong, cái này dễ thương lắm Huyền. Cái này còn, cái này còn mà màu nâu chữ thôi, cái này còn nâu chữ thôi. Rồi để em gửi qua 50 ngàn. Gửi trước 50 thôi nha. Nhưng mà tối nay phải gửi thêm cho chị 50 ngàn nữa. Chứ 50 ngàn tao không nhận đâu bay ơi. 50 ngàn hôi lông lắm, mất công. Tụi bay bơm hàng tao mất 50 ngàn mất công lắm. Hết rồi, bây giờ chỉ còn con một con nâu chữ chữ vàng thôi là hết. Chân váy ba cả cho mơ mơ nè. Chân váy 69 ngàn. Chân váy 69 ngàn các bà ơi. Nè có vài con là hết các bà. Lẹ lẹ giùm em đi, hết rồi nè. Nhanh tay lẹ chân em luôn. Được có vài con à. Trời ơi con này em nhặt vào em hết rồi mấy chị. Bây giờ các bà đợi đi nha. Đợi là một tuần sau rồi bắt đầu mua sau người ta nè. Hết rồi. Hơi bị xinh nha các bà nè. Dễ thương chưa, ướm thường sưởng xương xương cho coi thôi nha. 60 kg mặc vừa, có lót quần bên trong. Hàng lưng chun dễ mang dễ bận lắm. Nâu chữ vàng cho Đặng Thúy. Đặng Thủy 7 con quần, 7 con chân váy cuối cùng hết hàng. Áo phong ta còn nhiều lắm bay ơi, đợi tí xíu nữa đi. Đợi xíu nữa lên tiếp cho. Đợi xíu nữa lên tiếp cho bà. Cái nâu chị cầm em hết luôn rồi. Bà nào lấy chân váy lên mãi chân váy cho em đi mọi người. Lên mãi chân váy liền luôn lẻ làng. Bà lên cho bà áo thun nè. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Nó nằm đầu ngọn cái, cuối ngọn cái. Còn qua đi đâu? Má đi không? Đéo rụng luôn, hai vợ chồng đi về xong cái này cũng ai rụng luôn. Ủa, chị ấy đó rụng đi hết mà tự nhiên hai lúc này về. Không có, hai vợ chồng kêu đi về rước ca ca xong rồi lên. Chứ anh Cường nói trời, hai vợ chồng của bà lên chắc người ta ngủ hết trơn. Mà cái tụi nghỉ rồi đi về luôn. Đi về luôn. Đi về luôn. Mẹ bảo chị nhỏ luôn rồi, mẹ ngáo hết rồi. Mẹ lên đó không uống rượu không? Đứng về lá chi. Nghỉ luôn mà tối qua hai vợ chồng nghỉ luôn đó. Trời ơi, trời ơi, vui lắm, đông lắm, vô ca cơ, mấy chục mạng nữa. Rồi đó. Cho anh đón rượu mà. Trời ơi, hai vợ chồng đi về nhà má, tỉnh tỉnh đây áo gọi mày luôn rồi. Không có gọi quần què gì hết trơn. Chẳng tèo nó ở đó mà. Nó cũng ngáo rồi, chắc nó cũng ngáo rồi, nó biết gì nữa đâu. Rồi, ôi, áo đâu mặc còn mấy má ơi, ơi khoan. Khoan quý vị ơi, khoan khoan nha, dừng lại tầm 2 giây. Khoan khoan mấy má. Trời ơi. Trời ơi, còn mấy cái à? Trắng hồng đen lẻ làng. Cái gì? Chân chị Mai Phương Thảo này phải cọc tiền chị ơi, không cọc tiền em không chốt được đơn chị ơi. Loan Nguyễn một chân váy. Loan Nguyễn một chân váy nè. Chân váy cho chị Candy Nguyễn. Áo một hồng nè. Truyền Nguyễn nè, Loan Nguyễn hả? Bà Loan Nguyễn xin trân trọng thông báo cho bà là 1 phút 30 giây lên cái số điện thoại liền. Không thôi là lưu vô cảnh báo mai mốt vô mua năn nỉ không bán nha má, chậm nha má. Lên liền. Chân váy Truyền Nguyễn có rồi. Chú em ở đâu mặc? Trắng đỏ 5 sản phẩm tắt máy không nghe ngày 10 tháng 8, không nghe máy ngày 14 tháng 8. Nhân viên nó lưu là chị Trang ơi đừng bán nữa. Xin lỗi. Cọc tiền giùm mi chốt đơn nha. Chi kim một trắng. Chút Nguyễn trắng đen có chưa? Chút Nguyễn kiểm tra em đi. Bơ Nguyễn trắng. Áo chị mặc trắng anh tơ ra, anh tơ lan. Chi Nguyễn trắng 69 ngàn là gì? Cái đang mặc có 59 ngàn thôi. Tí chị cặp thì chỉ gì lựa giùm em chị gái ơi. Anh tơ lan một chân phải có rồi đúng không? Thấy em không? Thấy Thanh Nguyễn nha. Ngày hôm qua lại tiếp tục gọi điện không nghe nữa. Tao đã nhân đạo rồi mà cuối cùng mày cũng không nghe. Quá buồn cho đội bạn rồi. Chị Mai Phương Thảo giờ cọc tiền nó mới bán được chị ơi. Nguyễn Viết Hằng một chân váy. Để mất công á. Tới hồi mấy chị chốt một đơn cái mấy chị giống như kiểu như hả. Tụi em ép mấy chị cọc gì đó mất công lắm. Bích Tuyền một hồng. Thư Anh một đen. Em hết chẳng chị Lý Tố Nga. Trang Võ chân váy. Áo trắng em hết rồi. Áo em còn chị Hồng Hoa ơi, màu đen, hai cái màu đen cuối cùng chị Hồng Hoa ơi. Hai cái màu đen cuối cùng. Chân váy cho Phạm Nga. Em hết màu trắng rồi mấy chị ơi, em hết màu trắng rồi, em còn màu đen. Em còn đen mấy bạn, em còn đen.
đen 59 cho Nguyễn Úc. Bà Nguyễn Lan lên số điện thoại chưa? Rồi ok, chịu nha. Bà không lên số điện thoại cho là vô cảnh báo liền luôn, quá mệt mỏi thì. Đọc cái số điện thoại bà luôn, tôi hết trà xì tin má ơi. Quá trời mệt rồi. Lên lại tí mà em qua mã 2 nè. Áo thun phải không? Đó em luôn thun nè. Cái này là hàng 3158 hồi nãy. Đen còn mấy cái à? Đen chút cho Hoàng. Cho Hoàng Hoa trang tay một đen rồi hết đen. Ủa vậy hả? Nè, cái rêu mặt cười cho mấy chị nè mấy chị. Còn sót lại thôi, cái này còn sót thôi. Để không biết chiều nay có còn thêm không, về thêm tiếp cho bà chị ấy nha, đợi em tí nha. Còn rêu, còn đen với lại còn kem. 40-60kg mấy chị mặc vừa, nam nữ đều mặc được. Giá là 79.000 một áo, mua 2 áo là còn 150. 2 áo là 150, chốt lẻ làng giùm em. Chân váy áo đen cho Phạm Ti. Bên đó chân váy không biết áo đen còn không nữa nè. Chân váy còn không vậy? Là dư hả? Dư hay chưa bấm vậy? Dư hay chưa bấm để biết đường nè. Hai chem một áo kem. Nam mặc được chị ơi, nam mặc được mấy chị, nam mặc được nè. Nam là hợp luôn, còn đúng hai màu đen với rêu thôi người đẹp ơi. Chốt lẹ giùm em đi, còn đúng đen rêu hết hàng. Nam mặc. Nam mặc được nha mấy bà, còn sót lại vài con thôi là hết nha chị em, mình chốt lẹ em mấy chị ơi. Rêu dồn đơn cho Yến Nguyễn nè. Rêu dồn đơn cho Yến Nguyễn nè, rồi ai lấy lên màu giùm em liền. Bông chuông rêu. Bông chuông rêu, Phạm Tây em nghe chị ơi. Em nghe chị ơi, em nghe chị, lên giùm em liền. Chị gái ơi lấy cái gì lên lại mã giùm em liền, kèm số điện thoại giùm em có đơn tình yêu. Áo đen đâu? Em có áo đen không Phạm Tây á? Phương Trương chứ lộn, Phương Trương áo rêu. Có không? Có áo đen không? Hết đen rồi. Hết đen rồi bà gái. Nó nghe nè, năn nỉ á, năn nỉ thiệt luôn á, cho lên thêm con áo thun nữa đi. Rồi em lên cái đầm cho bà, chị ấy cho lên đầm cái đầm body, bo rồi cho bà. Thiệt luôn á, quá trời rồi chị em mình ơi, đâu rồi. Áo còn đúng có hai màu là hết rồi nha. Bây giờ còn rêu thôi. Quần chị mặc còn không? Còn em ơi. Còn L không ta? Quần hết L rồi em, bây giờ hiện tại còn S với M thôi bé. Trời ơi mấy bà ơi, tôi nói thiệt với bà luôn. Không xỉu ốc xỉu đau nữa thôi mấy chị. Ôi em nói thiệt với mấy chị luôn á, mấy chị ơi, mấy chị vô nè, vô nè, vô nè. Săn cho em con này đi. Cái con này ở đây chỉ còn 100 con thôi nha mấy chị nha. Giá cực kỳ hủy diệt nè, vô lẹ. Con này giá nhiêu ta? Trời ơi má ơi xỉu. Ai cứu em, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi cứu tôi. Hoàng Hòa một riêu một đen. Nè vô lẹ nè mấy bà ơi. Lên cho bà chế một con mã này tuyệt vời luôn. Con này là hàng 3158 mà hàng pha ke. Hàng pha ke với bà có nghĩa, nhưng mà kiểu như là hàng xưởng lên thôi mấy chị. Nhưng mà em thề với mấy chị luôn, cái chất liệu y chang. Cái chất liệu y chang không khác một cái gì hết mấy chị. Tại vì con này là bị cắt mạc nè. Con này chủ yếu là bị cắt cái mạc rồi, không còn cái mạc thôi. Nha mấy bà, chỉ nhanh lên là được săn một cái lô sale cực kỳ rẻ xinh, rẻ thúi luôn. Áo đen 79.000 mấy bà ơi. Băng giá chị thấy em nha, băng giá ơi. Thấy em này em yêu ơi. Ở đây là chị được có 100 cái. Đúng 100 cái cho bà chị ơi, úp một riêu một đen. Vô nè, tập trung chuyên môn nè. Một đêm duy nhất thôi. 69.000. Bán tặng con này cho bà chị luôn. Quần đang mặc 65 chị ơi. Chuẩn bị nè. Rêu mặt cười em chúc cho Nguyễn Viết Hằng 79 chị ơi. Thùy Trang áo rêu. Chị ơi áo rêu là 79.000 chị ơi, 79.000. Thôi bị xin giùm em mấy chị ơi. 69.000. Lên màu giùm em. Màu xanh, vàng, đen, trắng, rêu, hồng. Trời ơi em thiệt mấy chị luôn. Cái bạn màu mà không tới công chuyện á thì không phải là em luôn. 69.000 một lô duy nhất, không có lô thứ hai mấy bà. Không có lô thứ hai nha. Hôm nay mà chần chừ suy nghĩ là ngày mai vô chứ ơi. Em còn áo 69.000 không là không còn nha mấy chị nha. Xin là xin vĩnh biệt mấy chị nè, có đúng 100 con thôi, không có nhiều nha mấy chị. Không có nhiều. Con này lên cho em liền mã 69. 69 hồng. 69 xanh. 69 trắng, 69 đen, 69 vàng và một màu nữa cho em. Là màu 69, cái màu xanh, trời ơi nó ngọt, xanh ngọc mấy chị ơi. Xanh ngọc mấy má.
xanh ngọc nè. Rồi thêm một con nâu nữa. Thêm một con nâu nữa mấy chị ơi. 69.000. Rồi thôi 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 thôi, đừng ai kêu tôi nữa, đừng ai kêu kêu tới em nữa mấy chị ơi. Em không nhớ tên em luôn rồi mấy chị, quá trời đẹp rồi mấy chị ơi. Đi mày mày ấy là mày lấy hả? Ừ rất tính tiền sao không online thì lấy gì lấy để là xíu. Mày mua đồ mày nôn quá trời quá đất trời ơi, thiệt luôn. Nó ngồi kế bên đồ đẹp mấy chị ơi, nó dành mấy chị ơi, trời ơi quá trời thiệt luôn á. Bản màu nha, hơi bị mê luôn. Em nói bà chế làm có một lô duy nhất mấy chị ơi. Cái con này là phối mặt, đằng trước là đã chén một lớp bạc nhung nè. Hơi bị hot luôn, hơi bị hot nha. Rồi lên màu giùm, 69.000 chốt đơn. Vàng trắng chút cho hoa đất dược nè. Bà làm nhanh còn chặn hết dán chuyện. 69.000. Một cái cũng 69, hai cái cũng 69, ba cái cũng 69.000 một cái mấy má. Trời ơi nghe nói 69.000 hai ba cái rồi vô chốt mới số lượng đi tao xỉu nha. Băng giá quần 48kg ok. Hồng chút cho mạch nha đường. Lấy vàng hả? Quỳnh lấy vàng không Quỳnh? À gì hả? Mạch nha đường có rồi. Trần Thị Mỹ Tuyền quần M. Hồng vàng chúc chị Thu Hương. Hướng hồng anh trắng hồng vàng. Hướng hồng anh trắng hồng vàng. Lên set dạ rồi. Em lên con này xong lên set liền mấy chị ơi. Dầu lê xanh ngọc. Áo hồng nâu cho Thanh Nguyễn. Ủa chết mẹ quăng lộn. Hồng nâu cho Thanh Nguyễn. Áo nâu cho Thanh Thúy. Áo nâu cho Thanh Thúy 69.000 chị ơi. Áo rêu cho Thùy Trang đang mặc. Đang mặc là màu rêu lên em liền. Mơ mơ ơi bây giờ lấy 1 ri đi bà nội ơi nè. Tao nói 1 ri này nó đủ mai. Vì này mày lấy giày đi cho nó dễ mơ mơ ơi. Quần em mờ chúc cho Trần Thị Mỹ Tuyền. 69 cho chị Loan Nguyễn. 69 chén đen trắng đen cho chị Lê Trang. 69 hai màu trắng đen chị em mình ơi. Trắng đen chị Lê Trang, Yến Yến Nguyễn một xanh dương một hồng. Xanh dương một hồng, nâu với xanh ngọc cho Quỳnh Hương. Xanh ngọc. Nâu. Xanh ngọc với nâu cho Quỳnh Hương. Set sơm, set quần sơ mi chị đang còn không? Chờ chuẩn bị chị lên đợi xíu không chị đi. Võ Nguyệt lấy vàng hồng xám. Vàng hồng xám. À màu chị đang bận hả? Màu chị đang mặc là màu xanh màu lạ đó em ơi. 69 vàng hai cái chị Lam Kiều, số điện thoại chị Lam Kiều ơi. Trang Huỳnh một hồng. Trang Huỳnh nãy giờ nửa ngày rồi má không cho số điện thoại luôn bay ơi, buồn nha. Vàng hồng. Đen chút cho hai Trang. Alo má ơi quên. Xin lỗi. Làm gì dữ hả? Xin lỗi. Thêm một cái đang mặc cho Trang Nguyễn. Xanh đang mặc chút cho Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hồng nâu chút cho Thanh Nguyễn. Hồng. Hồng nâu. Mấy chị có việc mua cái hàng kia với hàng này về mấy chị so sánh mấy chị ơi. Một chín một mười luôn á chị, đẹp lắm. Trắng đen xanh ngọc cho Linh Ruby. Trắng đen ngọc cho Linh Ruby 69.000. Hồng với nâu cho Úc Thúy. Hồng. Hồng nâu cho Úc Thúy. Biết còn nâu không đây nè. Rồi hồng nâu. Rồi em hết nâu luôn rồi nha mấy chị nha. Úc Thúy có hai cỏ luôn. Phương Trương. Phương Trương một đen. Xám vàng. Màu đang mặc là màu xanh lạ đó mấy chị cho mày xám đó nha. Hiền Nguyễn nè hai áo. Nâu em hết rồi nha mấy chị ơi. Vàng cho mặt nha đường. Vàng cho nhặt mặt nha đường. Bà Trang Quỳnh hồng riêu này có hồng rồi giờ thêm cái riêu đang mặc đúng không chị? Vàng đen chúc Lê Thị Cẩm Tiên. Vàng chúc cho Thùy Trang. Vàng chúc chị Thùy Trang. Áo trắng vừa mặc bao nhiêu chị? Hết rồi em ơi, 59.000 mà chị hết rồi. Nâu xám hồng cho bé nhỏ. Nâu xám hồng. Trời ơi cái này mà không mua thì mua cái gì? Cái này mà không đẹp thì cái nào? Cái nào mới đẹp mà hỏi thừa quá à. Phương Thảo rêu. Xanh ngọc diễm SH. Thanh Thúy vàng em có chưa? Không biết Thúy ơi.
Thủy có chưa trời? Chốt vô cho Thủy đi. Dạ rồi, ok chị. Áo màu mặc cho Thư Thư. Vàng em hết. Linh ruby trắng đen xanh ngọc. Linh ruby có rồi, Linh ruby ơi. Linh ruby có rồi. Xanh ngọc chốt cho Bích Tuyền. Phương chưa xin thoại rồi. Quỳnh Hương có rồi chế. Lam Kiều 69 hai cái vàng, hết vàng chị Lam Kiều ơi. Xanh ngọc Diễm SH rồi. Bà nào thêm comment chữ thêm em mấy chị. Ai thêm comment chữ thêm em mấy chị ơi. Là màu đang mặc nè. Xanh hồng. Chúc cho chị Thư Thư. Lạ vàng chúc Hiền Nguyễn. Hiền Nguyễn ơi giờ em còn lạ hết vàng chị ơi. Còn lạ. Thùy Trang cái đang mặc. Bây giờ mấy chị mà kêu em đổi giống như mấy chị. Mấy chị kêu em là đếm cát ở trong sa mạc vậy mấy chị. Thiệt luôn á, lấy giùm em luôn đi. Ôi trời ơi, má ơi còn hai cái vàng nè. Còn hai cái vàng má ơi. Thư Nguyễn có rồi chị Thư Nguyễn ơi, em comment vàng quá trời. Thanh Thúy có vàng rồi. Thùy Trang có luôn. Thư Thư có rồi. Hồi nãy em hỏi chị có hỏi giùm em chưa? Cái gì vậy Nhật Văn? Dầu Lê có rồi tình yêu, dầu Lê có rồi. Rồi lên màu lại cho những chị đẹp mình vào sau nè. Thêm hồng cho Thư Thư, là Thư Thư nãy có rồi đó Thư Thư ơi. Trắng với chị Phạm Ti. Trắng với Phạm Ti nè. Rồi lên lại màu giùm em luôn nè, 69 ngàn nha mấy chị. Đang mặc trước em màu lạ hay là màu riêu gì cũng được, là nó hết đó mấy chị. Cái này em còn hồng, em còn đen nè. Em còn trắng nè. Trắng đẹp nha bà ơi, trắng xịn luôn. Rồi cái này em còn xanh ngọc nè, xanh ngọc dễ thương lắm, còn hồng. Rồi còn đang nhiêu này cả là hết hàng luôn đó ta. Ai chưa có màu lên màu giùm em liền, kèm số điện thoại có đơn. Xong con này lên đầm body với lên set liền mấy chị. Hàng em đi chưa á Nhật Văn? Chưa. Hàng ngày hôm qua mới gọi điện chút đơn là em giữ đơn lại hết cho mọi người. Tại ngày hôm qua em không có like nên em sẽ giữ đơn lại hết cho mấy chị rồi nha. Mấy chị cứ việc vào, mấy chị dồn giùm em trong cái like này mấy chị ơi. Được chưa? Còn bà nào chưa có áo nữa lên áo giùm em liền mấy chị ơi. Số lượng em còn ít là em hết hàng mấy chị ơi. Tùng Võ một trắng một xanh ngọc đó. Lý Tố Nga một hồng. Ok la. Rồi em còn cái con này là con 79 nè mấy chị. Con này là con 79 nha, 79 này còn được hai con. 79 còn được hai em nha mọi người nha, một cái màu đen với lại một cái màu xanh là hết. Mấy chị chốt em liền, con này là con mã 79 mấy chị ơi. 79 còn được đúng hai con cuối cùng em hết rồi. Sesame để em tím lên liền luôn, đầm con chó về luôn nào. Nhưng mà giờ lên cái đầm body sẽ tà cho mấy chị trước đấy nha mấy chị. Ủa, hồi nãy caro tầng hả anh? Thiếu caro gì anh? Cách chốt caro tầng hả? Đúng không? Nè, caro tầng nè. Trời ơi, má ơi, nó ác. Caro tầng hồi sớm á. Không, cái đầm mà tụi nó chốt, đầm bộ, xếp bộ caro hồi nãy á. 115 á. Hồi sớm mà nào chốt nè. Ừ, lạ đang mặc hết đó. Thêm lạ chút cho Anh Thúy, xám cho Hà Tiên. Màu đang mặc với trắng chị Thương Thư Lương Kim. Trắng chị Thư Lương Kim. Rồi ok. Nâu hết rồi. Màu đang mặc là chị Trương. Chị Trương vàng. Màu đang mặc là chị Trương vàng. Rồi ok, chị Trương vàng có màu đang mặc luôn. Vậy là hết màu đang mặc luôn rồi nha mấy chị. Bây giờ hiện tại là em còn hồng, còn xanh ngọc với lại còn đen. 69 ngàn mấy chị ơi. Rồi rêu đen Nguyễn Kim Thẩm ơi, em còn đen chị ơi, lấy ngọc đi chị. Hết màu xanh rồi, lấy màu ngọc đi, màu ngọc đẹp nè, màu ngọc dễ thương lắm. Lấy màu ngọc đi, màu ngọc cưng lắm. Màu ngọc đẹp mấy bà ơi, lên màu ngọc cho em với bà. Má ơi thiệt luôn á. Mấy đứa này thiệt. Buồn cho cô gái đó, chốt cho đã đời xong giờ gọi điện không nghe. Trời ơi là trời á. Rồi ai nè, ai lẻ làng giùm em đi mấy chị ơi. 115 ngàn được một bộ. 115 ngàn bộ tầng, một bộ nè. Trời ơi. Có một bộ duy nhất là mấy chị, hai bộ. Rồi.
hai bộ cho bà nào nhanh tay giùm em. Bộ tầng sơ mi ngày hôm qua chốt lại em lên set vest Gucci. Rồi cho bà chị lên nè, bình tĩnh, lên liền, lên liền. Chết mẹ mấy họ, tao với set set vest Gucci, biết nay tao có về kịp không bay ơi. Bộ tầng cho em liền nha bà ơi, còn được đây được hai tầng. Hai bộ tầng hồi đầu like nha mấy chị nha. Cái mẫu này ngọc mẫu hôm qua cho em mấy chị, còn sót lại thôi đó. Cái con này là con quần dài nè. Con quần dài này là cũng 1.19 luôn, 1.15 luôn nha bà con. 1.15. 1.15 đây còn như này bộ, 1.15 còn một bộ à. Một tầng cho Mai Nguyễn, Lam Nguyễn một một hồng, một đen 69, xét đỏ 1.15 chút cho Mai Hạnh hết. Cái này chốt em liền mã caro dài mấy chị, caro dài kèm số họ giùm em. Có cầm bánh gì hồng với xanh hay đen với xanh nè. Hồng với xanh nè. Lam Kiều lấy hồng với đen, má ơi khùng thiệt. Hồng với đen. Đường Thị Kim Thắng có rồi chị ơi, Mai Hạnh có luôn chị. Rồi, con này là cái con quần dài đó mấy chị. Trời ơi, không có hàng luôn mấy chị ơi, hết luôn rồi mọi người. Rất là đỉnh nha, caro dài. Quách Bảo Linh, Quách Bảo Loan 1, Ngô Tuyền 1, chị Huyền Lưu bán lại đúng không? Huyền Lưu 1, caro dài còn được 3, còn được 2 em cuối cùng caro dài. Chị Quyên Lưu 1, còn được 1 con caro dài là hết. Caro dài còn được 1 em, cái này đẹp nè Quỳnh ơi. Cái này đẹp nè. Tóc trắng. Cái này đẹp nè. Cái này đẹp nè. Cái này mới đẹp nè mấy chế. Cái này đẹp thiệt mấy chị. Đẹp thiệt nha mấy chị. Không phải đẹp đẹp dẫn chơi sương sương nữa nha mấy chị. Nha. Con này là con đỉnh cao nha mấy chị. Chứ không phải là sương sương nữa nha mấy chị. Nhìn con áo thôi là thấy chất lượng rồi. Ra ngoài mua con áo này xương xương là 150, 170 chưa? Bán nguyên bộ luôn 129.000. Được không mấy bà? Ôi trời đất ơi á. Ngắn em hết rồi. Chi Kim nó xếp caro ok Chi Kim. Út nhỏ. Cái gì? Không có nhiều màu còn nhiều set. Đây nè, nó còn đây nè, còn ít đây nè. Được như này bộ à. Đấy đi xong rồi lát hồi nhà chốt xong. Cái caro set váy đợi em tí đi nha bà. Đợi em tí đi em lên màu lại cho bà chế coi. Trời ơi cái bộ đó mà mấy bà chế mặc đi tiệc tùng đi đám như hay là mấy chị đi sinh nhật cho em quậy là banh sàn banh nóc luôn. Nó đẹp giả mấy em mấy chị. Có lót quần trong nữa nha mấy má. Xịn lắm. Đợi chút đi. Để cho em lên con đỏ cho mấy chị cho. Đang mặc còn 3 màu là hết. Đang mặc còn 3 màu là hết. Xanh, hồng, đen. Xanh, hồng, đen các bạn, xanh, hồng, đen nha, còn 3 màu. Bao nhiêu ký vừa chị, hỏi em mã nào ta? Caro dài em tạm hết rồi chị em mình ơi, caro dài em tạm hết rồi mấy chị. Lên cho em con này nè. Đây là cái con body nè mấy chị, con body mà phải gọi là làm mưa làm gió mấy chị ơi, đây nè. Em body maxi dài miên man, chất này là hàng lụa nè. 105 nha mấy chị, mới về luôn. Bao nhiêu ký vừa? Bà Trương Dân Quỳnh, bà lấy caro là caro nào vậy ta? Cái set chân váy đợi em tí đi em lên cho mấy chị coi cái form mấy chị rồi mấy chị hãy chốt. Từ từ đi. Cái đó phải mặc lên form mấy chị ơi, là mấy chị kìm lòng không đặng mấy chị phải mua hai bộ mặc nó mới đã cái nư mấy chị. Áo còn vàng không? Áo còn hai cái vàng, đưa cái vàng lên cho em đi. Áo khoác em hết rồi. Lên cho em con body thần thánh mấy chị, con này đúng là body quốc dân của năm nay luôn á. Thì sao mà thiệt các bà ơi, về bao nhiêu cũng không đủ cho mấy chị luôn nè. Đây. Hàng lụa nha mấy bà, 105 cho em thôi. Set caro quần sọt nha chị. Hết set caro quần sọt rồi chị Kim ơi. Hết set caro quần sọt rồi. Chị xe máy Tường Vi chị lấy qua caro quần dài chị lên xứng thoại giùm em chị xe máy Tường Vi ơi. Chị Kim đừng bỏ bộ đó nha. Ừ. Bông đào lấy một. Đang một màu đen, đang bận. Ok. Màu đang mặc hả? Hết rồi còn cái đang mặc này lát em quăng cho. Áo 69.000 còn vàng mấy chị, áo 69.000 còn vàng. Em còn vàng, còn xanh và còn đen ba màu. Nói chung là áo còn đủ màu nhưng mà chỉ có hết màu đang mặc thôi mấy chị ơi. Rồi lên cho em body nha. Body 105 nha mấy chị. Đây bảng màu đang cầm trên tay giùm em luôn nè, chuẩn bị em lên form cho bà gái coi nè. Con này bận màu cam nha bà gái coi, đẹp lắm. Thôi mặc màu đỏ đi. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng mới chứ, đợi em xíu lên cho bà chế màu đỏ nha. Áo mặc màu đen rồi, chốt rồi, đang mặc còn quanh thôi đúng không?
Rồi em lên màu đỏ liền. Chị xe máy Tường Vy ơi, lên xuống hỏi giùm em chị xe máy Tường Vy ơi. Đây, em siêu phẩm body dài miên man cho mấy chị, cho mấy chị. Cái con này giống như con maxi đó bà ơi, mặc lên đã lắm. Mà cái này giùm em mấy chị ơi, cái hàng gân thôi nha mấy chị, mà em đã bán 99.000 rồi. Cái con này cho em là hàng lụa mấy chị, hàng lụa nha. Em này sẽ mặc rất là mát cho mấy chị luôn. Giá của em này là 105.000 giùm em một đầm. Cái đầm này mấy chị mặc quanh năm suốt tháng giùm em luôn nha mấy chị. Hot mà từ năm ngoái tới năm nay luôn nha mấy bà. Năm em cũng có mấy cái con này ở trong tủ mấy chị, mặc sướng lắm mấy bà, đi đâu mặc cũng đã trơn. Mấy chị đi du lịch mấy chị mặc, mấy chị mang cái plào nó cũng xinh nữa. Thôi bị dễ thương luôn mấy bà. Xanh bơ năm nay đang cực kỳ hot luôn. Màu đen là cực kỳ dễ mang dễ bận luôn. Má ơi lên cái con đỏ nó sang dễ mang mấy chị ơi. Trộn màu cam nè. Không trắng hoàng tiền với bà luôn. Bận cái đầm khỏi sức kem trộn luôn nha mấy bà. Rồi ok, body mặc còn đen không? Còn bà ơi, đang mới lên luôn nè bà gái. 105.000 một đầm cho em nha. Ai thích màu nào lên cho em liền luôn. Bộ ngắn em hết thì chị Quyên lâu ơi, còn bộ dài à chị? Em chỉ còn bộ dài thôi nha. Đang mặc hồi nãy của chị là áo. Đang mặc hồi nãy của chị là áo chứ không phải là đầm, mà không phải là đồ bộ đâu. Nguyễn Kiều ơi, hai comment đầu là chút ngắn, hai comment đầu là chút ngắn, còn những comment sau là chút dài. Giờ hỏi em sao không biết coi thời gian Nabil ơi. Coi thời gian Nabil rồi biết cái gì? Mai mấy bộ caro bỏ qua bên đi, coi thời gian Nabil rồi biết cái gì? Thì ngày mai gọi điện chút đơn, nhớ báo khách là dài hay ngắn đi. Caro em hết nha, rồi em lên em chốt nè mấy chết. Hồi nãy chị đang mặc nó không phải là đầm, nó không phải lãi đâu em. Hồng hoa một đen ok luôn nè. Đầm caro hồng em hết rồi. Lam lam màu đen nè. Đen cho Thu Thủy nè. Đen cho Thu Thủy nè. Đen chúc cho Tống Thị Thu Thảo nè. Đen đang mặc lam lam xứng thoại lam lam ơi. Body cam chúc cho Nguyễn Ngọc, Ngọc Nguyễn. Body bao nhiêu ký vừa? Dạ 40-60kg chị ơi. Mấy con body nó dễ mang lắm. Bộ ớt hả? Bộ ớt chu lên. Bộ ớt chu lên bà ơi. Còn như này màu hả bà? Bộ ớt chu lên. Đen chúc cho Phạm Ti. Đen chúc cho Phạm Ti ok luôn. Rồi ai chưa có lên cho em liền nha bà chị nha. Đầm 90. Đầm 105 chứ lộn, đầm này 105 mấy chứ ơi. Đầm này 105. Cái con này là con có tay nha mọi người nha, 105.000. Còn mấy chị nào mình mua hàng mà sát nách là em có loại này. Sát nách giùm em là có loại này nha mấy chị nha. Ai lấy sát nách chút sát nách giùm em luôn. Lam lam xuyên thoại luôn. Nguyễn Húc đầm đen 105 ok cho Nguyễn Húc. Bữa nay ai kêu mình? Dạ. Để lên cho nó. Cô anh bảo đâu. Nguyễn Húc có rồi, Nguyễn Húc ơi, Nguyễn Húc có rồi nha. Rồi em chỉ còn như này màu là em hết rồi mấy bà ơi. Áo len nút tay dài lên chua chị, dạ chua bà ơi. Ê cái áo len nút tay dài là mã nào ta? À lên rồi, con nói em lên rồi, mấy chị con nói hết hàng rồi. Body đen cho chị Hồng Hoa có rồi, chị Hồng Hoa ơi, body đen chị yêu có rồi. Body bây giờ hiện tại em chỉ còn có 4 màu là em hết nha. Đỏ nè, cam, đen với lại xanh là em hết mấy chị ơi. Thôi bà ra đừng có dụ tôi, cho tôi bán túi cho đã đời, tôi về túi bà có mua đâu, đừng có dụ tôi bà ơi. Chốt đơn hai người ăn không được không em? Rồi bà nào chưa có chốt thì mày em luôn nha. Không, chị không bán túi sách bé ơi, không có bán túi sách bà ơi. Còn bà nào chưa có thì lên màu giùm em. Xét le tay dài hả? Xét dài lo em màu lên chu chị, xét dài. Còn có mấy con là hết rồi. Còn bà nào chưa có nó không lên cho em liền nha. Em nói chuyện với chị đó. Trời ơi, mê quá mê luôn. Chị ơi, cái chị lộn cái mẫu nào vậy? Xuất sắc với bà ơi. Trời ơi, em nói thiệt với bà chế luôn á. Cái con đầm này mà không chốt là tiếc xỉu luôn bà ơi. Tiếc xỉu luôn, em này hot quá chị hot luôn. Còn đầm body 2 giây không chị? Hết rồi. Hết đầm body 2 giây rồi gái ơi. Đợi em xíu em lên cho bà chế thêm áo lên rồi nè. Lên đi chị. Áo rút quần loe dài á chị. À rồi rồi rồi, chị biết cái mã rồi, đợi chút xíu chị luôn. Biết rồi, đợi xíu nha. Khoan, để lên cái bộ này cho khách cái đã nè.
Lên cho em bộ này mấy bà ơi. Trời ơi. Trời ơi, tao nói tao bận cái đầm này mà thiệt luôn bà ơi, tao bán không được chắc tao xỉu quá, tao nói thiệt các bà. Trời đất ơi, cái con đầm body mấy chị ơi, nó chấn động á chị. Lên xếp chân váy đi chị. Rồi xếp chân váy hồi nãy với họ. Rồi đợi xíu em. Rồi để kẹp cái đầm này lên cái đã, cái đầm này quá đẹp mấy chị. Em nói thiệt với bà luôn á, cái con này là phải gọi là con siêu phẩm đúng không chị? Có body, có tay luôn, có đầy đủ hết trơn á má ơi. Cái đầm có 105.000 rồi. Mà cái vải mấy chị ơi, mấy chị phải nhận về mấy chị mới biết nó đẹp cỡ nào. Em bao cho mấy chị luôn nha mấy chị. Bỏ vô mấy giặt, mấy chị giặt thoải mái giùm em. Không bao giờ bị bể hàng, không bao giờ bị bể form, không chảy vải luôn nha mấy chị. Mặc lên tới đâu là nó mướt mượt mượt tới đó giùm em mấy chị ơi. Mặc lên tới đâu là nó mướt mượt mượt tới đó giùm em luôn, nó xịn sò cực kỳ. Xếp phép chị Trang rồi, giờ tao lên nè bay ơi. Giờ tao lên đầm body nè. À, thích màu nào lên cho em liền màu đỏ luôn, công nhận. Cái đầm giả mang thiệt sự luôn má ơi, cái đầm nè. Bà nào mà gọi là team body mà không lên con này là quá tiếc. Bà nào mà team body mà lên không mua con này là quá tiếc thiệt sự. Rồi chị nào lấy lên mãi giùm em nha. Đây chị còn được nhiêu này màu thôi là hết mấy chị ơi. Tao nói lên tiếng mà giờ đam mê quá mấy bà ơi, đam mê quá cũng bán nữa. Đam mê nữa quá cũng ghiền nữa à. Có hai mã body thôi em ơi. Phạm Lương này bơm hàng rồi, muốn mua hàng cọc tiền lại giùm em đi chị. Rồi muốn em lên gì em lên cho chị coi chị ơi. Chị muốn em muốn lựa, em muốn lựa cũng được đó chị. Chứ giờ chị bơm hàng rồi, chị nói em đâu có chốt cho chị được nữa đâu. Body em đang mặc, các bạn nào hốt nữa không? Hốt lẹ cho em đi nè, hốt rồi nè mấy bà ơi, còn ít nè. Không ai mua body em qua mẫu nha. Lên cho chị em mình con này hơi bị xinh luôn. 40 tới 60 kg mặc vừa. 40 tới 60 kg mặc vừa. Đây mấy chị. Trời ơi. Cái này là giống như là cái đầm vậy nha mấy bà. Con này là con đầm giùm em nè mấy chị, đầm 2 dây nè. Bonus cho mọi người thêm một cái quần bên trong nữa. Bonus cho mấy chị thêm một cái quần bên trong nữa. Tổng cộng giùm em là 2 món nha mấy chị nha. Và giá con bộ này cho em là 55. Mua hàng lên thông tin nhầm em mấy bà ơi. Chị Lam Lam lên số điện thoại giùm em, chị Lam Lam ơi. Xíu bà ơi. Rồi ok, lên quần áo rút. Quần lê áo rút hả? Ok ok ok, đợi em xíu luôn. Bộ sọc quần ôm dài con ếch. Đúng rồi ha, quên. Quên siêu phẩm nữa, quên, đợi em tí mấy chị. Còn đùa 69 em còn bà ơi, mấy bà đợi em tí xíu nha bà. Đợi em tí xíu thôi chứ sao không? Em cho em lên hàng cái em coi cái. Đợi em xíu lên cái bộ này cho bà gã luôn. Còn ai lấy body lên body giùm em luôn. Set nâu 2 dây cho Quỳnh Hương nè.
Không, con nó màu đen. Xếp 2 dây nâu ok, lên cắm tiên đùi đi chị, đợi chút xíu mà em luôn. Dạ rồi, giờ em lên cái bộ này cho bà gái cái đại nha. Trời ơi, thiệt luôn bà ơi, cái giò này là cái giò mà. Không, cái con này body không có xẻ em ơi. Body này không có xẻ nha bà, thấy bà nó đang hình nó chụp hình vậy là nó giờ cái chân này vậy nè, mấy bà tưởng xẻ chứ không có xẻ đâu. Có xẻ đâu, cái bộ cái đầm này không có xẻ đâu mấy chị. Rất là mê cho em luôn mà tao thấy không có xẻ mặt dễ thương quá trời quá đất đó bà ơi, dễ cưng lắm. Rồi, em báo giá luôn 105.000 mấy chị. Nguyên cái đầm luôn, kèm thêm một cái quần bên trong nữa nha mọi người. 105.000. Nay có về đồ bộ mặt nhà nữa hả? Cái bộ 59 bữa giờ về lại không? Mẫu nào chờ em nhiều mẫu 59.000 lắm bà. Lên cho em bộ này luôn nha mấy chị ơi, 109.000. 105.000 một bộ giùm em luôn. Dễ thương kinh khủng khiếp luôn. Em nói bà chớ lên hàng. Hàng nó về lên màu gì là hàng về y chang như vậy giùm em. Màu đẹp lắm nha mọi người. Màu cực kỳ mê luôn. Rồi cái này em có hồng nè mấy chị. Em có hồng nè. Em có hồng đậm, em có hồng nhạt nè mấy chị. Em có nâu nè. Hồng đậm, hồng nhạt, nâu nha mọi người nha. Và thêm một màu nữa cho em là màu xanh bơ. Thêm một màu nữa cho em là màu xanh bơ nha chị em mình nha. Trời ơi, con này là quá trời quá đất rồi mấy chị ơi. Đây nè mấy chị, xanh bơ cho em nè. Đó, xanh bơ nha mấy bà chị nha. Phương Trinh đầm, đầm chị mặc màu đen lên xuống thoại giùm chị luôn. Phương Trinh ơi, lên xuống thoại giùm chị nha. 105.000 giùm em một set cho mọi người nha. Đây mấy chị lên set bộ nè, 40-60kg mấy chị ơi, mặc thoải mái vô tư giùm em luôn. Nha bà chế nha, hàng này là nè. Tên gì? Phương Trinh có xuống thoại rồi đúng không? Chị Nguyễn Huyền này bơm hàng rồi, muốn mua hàng cọc lại giùm em chị ơi. Hồi nãy bà, mấy bà bơm hàng vô tôi nhiều dữ dễ sợ luôn á trời, quơ á. Mấy bà đã từng bơm hàng em rồi, vô mua hàng em phải cọc lại mấy chị ơi. Không cọc là không có chốt được mọi người. Cái này là chốt cho em là hồng sen nha mấy chị. Đang mặc là màu đỏ nè. Có bộ mặt nhà không hả? Dạ có chị ơi. Bộ mặt đồ mặt nhà em chỉ có hàng có tay thôi mấy chị. Cái ớt cái gì nữa trời, xương xương hàng 200 mấy mà cái ớt gì nữa, bà coi á. Em nói cái concept này mấy chế mà không mua mấy chế tiếc mấy chơi, em mới thiệt sự là tiếc luôn, rất là mê chứ bà, rất là mê luôn á. Chị Nguyễn Huyền kiểm tra 20 tháng 7 nè, có cái bơm không anh? Chưa thấy gọi điện chút đơn. Ủa vậy hả? Xin lỗi chị nha chị ơi, bữa hôm giao hàng lại rồi mà mấy bạn không có chỉnh đó chị. Sorry chế. Xét 2 dây hồng nhạt cho Nguyễn Huyền. Xin lỗi. Cái chân vải đó còn đúng không? Rồi lên cho em bộ này luôn nha mấy bà ơi, lên cho em bộ này mấy chị. Khoan mấy bà ơi, chắc tắt đi vô lại giùm em cái bà. Tắt đi vô lại mấy em cái nha mấy bà chế, để em lên xét cho bà chế cho nó dễ nha.